Y đạo quan đồ. Chương 101, sau cơn sóng gió. Tư thúc, ông nội kêu người phải lập tức rời khỏi Hồng Kông. Hai mắt An Ngữ Thần đỏ ngầu nhìn thẳng An Đức Uyên nói: Mấy ngày nay nàng gặp quá nhiều đả kích to lớn, nếu như không phải ý chí vững vàng thì chắc hẳn nàng đã ngã gục từ lâu. An Đức Nguyên nhàn nhạt cười lắc đầu nói: Ta không đi. Trương Dương mở cửa vào phòng bệnh, đúng lúc nghe được lời này của hắn nhịn không được khe khẽ cười. An Đức Uyên cũng nhận ra nụ cười khinh thường của Trương Dương, hắn tức giận chừng mắt nhìn Trương Dương hỏi lại, ngươi đang cười ta. Sát khí lạnh thấu xương theo ánh mắt An Đức Uyên cách không truyền thẳng đến Trương Dương. Một người kiên định như Trương Dương mà cũng phải dung mình một cái. Trương Dương vẫn cười nói, vì sao ta phải cười ngươi? Ta với ngươi không hề quen biết, nếu như không phải giữ lời hứa với An Lão Tiên Sinh, nếu không phải vì tiểu yêu, việc gì ta phải quản ngươi? Ngươi sống hay chết thì cũng mặc xác ngươi. Những lời này cũng là phản ánh đúng sự thực. Audio điện tử võ tấn bền. An Đức Uyên nghe vậy không những không giận mà lại lớn tiếng ha hả cười, ngươi khá lắm. Nói xong lại chuyển ánh mắt sang An Ngữ Thần, tiểu yêu, ánh mắt cháu không tồi chút nào đâu. Khuôn mặt xinh đẹp của An Ngữ Thần không khỏi nóng lên, nàng nhẹ giọng nói lại, tứ thúc, thúc nói bậy bạ gì đó. Hắn là sư phụ của cháu mà. Trương Dương đột nhiên nói, nếu đổi lại là ta có lẽ ta còn điên cuồng hơn cả ngươi, chắc chắn ta phải tìm cho ra tất cả bọn chó má kia, giết từng thằng từng thằng một. Thế nhưng hiện tại An Lão vẫn còn nằm trong bệnh viện, sinh tử còn chưa rõ. Mười mấy người nhà ngươi vẫn còn đang nằm trong nhà xác, thế nhưng ngươi đã tìm được cửu nhân hay chưa? Ngươi có biết đến tột cùng là ai làm hại nhà ngươi hay chưa? An Đức Huyên trầm mặc không trả lời, hắn cắn chặt răng hung hăng quăng nửa điếu thuốc hút dở xuống đất. Từ lúc chào đời đến nay, hắn chưa bao giờ bị sỉ nhục thầm tệ đến vậy, một lúc chết mười mấy mạng người nhà, quả thực đến giờ hắn vẫn chưa biết ai là kẻ sau màn giật dây những việc vừa qua. An ngữ thần ở bên run run giọng nói, tư thúc, từ lúc phát sinh chuyện hôm qua, toàn bộ cảnh sát Hồng Kông đều đang giáo giết tìm người. Thúc ở chỗ này thêm một phút, là một phút nguy hiểm. Cha cháu thì bị bắt giam, ngũ thúc thì bị trúng đạn, nhị thúc, tam thúc đã chết. Nếu thúc có mệnh hệ gì, ông nội sẽ không trụ được nữa đâu tuy rằng mấy chục năm nay Thúc không ở đây, nhưng cháu biết, không lúc nào ông nội không nhớ đến người, Thúc vẫn là người ông nội yêu thương nhất. Môi An Đức Uyên hơi run nhẹ, 20 năm rồi, kể từ lúc đó, hắn mới buồn bực cùng mặc cảm đến vậy. An Ngữ Thần lại nói tiếp, Tứ Thúc, là ông nội kêu cháu đi tìm người, dặn người mau chóng rời khỏi Hồng Kông. Là ông nội nói đó. An Đức Uyên nhắm chặt hai mắt lại, một lúc lâu sau hắn mới thều thảo nói ta đi ta đi, sở dĩ hắn chấp nhận bỏ đi không hoàn toàn vì câu nói của cha, mà hơn hết, qua buổi đàm phán cùng Chu Hưng Vũ ngày hôm nay, hắn mới biết rằng kẻ thù thực sự vẫn đang núp sau màn. Đối phương không chỉ có thù hận với An Gia, mà hắn còn muốn phá cả hội tam hợp nữa. Mục đích của hắn là muốn hai bên lưỡng bại câu thương, và cũng vì sự an toàn của người thân, hắn mới chấp nhận rời đi. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, An Đức Nguyên là một người có lý trí, hắn cũng biết, trong thời gian ngắn hắn vô phương tìm ra được kẻ thù chân chính, bởi vậy hắn mới chọn cách tạm thời rút lui, lui để bảo vệ người thân, lui để bình tĩnh, lui để tìm kẻ thù thực sự. nếu như an đức uyên đã đồng ý rời đi thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. ngay đêm đó, cục an ninh quốc gia chuẩn bị ngay một con tàu lặng lẽ đưa hắn rời khỏi hồng kông. đứng trên bến cảng nhìn ánh đèn con tàu đánh cá khuất xa dần, lúc này hình triệu huy mới thở phào nhẹ nhõm. Dạo anh mỉm cười nói cuối cùng cũng đuổi được mớ phiền phức này đi. Chúc mừng đội trưởng đã chút được gánh nặng. Hình Triệu Huy gật dầu cười nói, còn một việc nữa, ngày mai ngươi hộ tống Trương Dương trở về Đại Lục, dù sao ngươi cũng muốn quay về Tổng Bộ, cứ đi hai ba ngày cũng được. Dạo anh nói, trải qua chuyện vừa rồi, sợ rằng An Chí Viễn càng khó xóa được nỗi nghi ngờ là xã hội đen, sợ rằng có tạo thành ảnh hưởng gì không. Hình Triều Huy hờ hững nói, hiện nay chúng ta đã có đầy đủ tài liệu ghi chép sản nghiệp của An Gia, mọi thứ đều không có vấn đề gì cả, cũng có nghĩa dự án đập tư khu du lịch núi Thanh Thai của hắn không phải mục đích rửa tiền. Dạ oanh cưới nói, nói như vậy Trương Dương đã đạt được mục đích chuyến đi lần này. Hẳn bằng hữu hắn sẽ không bị chuyện gì nữa. Hình Triều Huy lắc đầu nói, dạ oanh, chắc ngươi vẫn chưa hiểu rõ thể chế quốc nội, quan trường còn phức tạp hơn so với tưởng tượng của ngươi nhiều, chứng cứ của chúng ta tuy đầy đủ nhưng lại không được công khai, trừ phi An gia xuất ra chứng cứ xác thực mới được. Dạo anh nhíu nhíu mày đáp lời lại, hiện giờ An gia rất loạn, lần này chết nhiều người như vậy, hơn hết lại liên lụy tới cả hội tam hợp cùng tín nghĩa xã, sợ rằng phiền toái còn chưa dừng tại đó. Nàng dừng lại một chút rồi lại nói tiếp, đội trưởng, ta thấy An Đức Hằng là người đáng nghi nhất. Từ tài liệu thu được trong kết bảo hiểm trong thư phòng An Chí Viễn cho thấy, hắn không phải con ruột của An Chí Viễn, trong di chúc thì hắn cũng là người được hưởng ít tài sản nhất. Năm người con của An Chí Viễn, trừ người con cả cùng con thứ tư đang gặp phiền phức ra thì hắn là người được lợi nhiều nhất. Hình Triều Huy đảm nhiên cười nói, chúng ta không phải cảnh sát, cũng chẳng phải quan tòa, chuyện gia đình bọn họ, chúng ta không có quyền hỏi đến. Mà chuyện này nhất thiết không được để Trương Dương biết, quan hệ giữa hắn với An ra không tồi, ta sợ hắn lại làm mấy chuyện không đâu. Trương Dương đánh xe chở An Ngữ Thần đến trước cửa bệnh viện, mở di động nghe hình triệu huy nói an đức uyên đã an toàn rời đi trương dương liền nói lại cho an ngữ thần nghe an ngữ thần nhẹ gật đầu nói cảm ơn giọng điệu của nàng có vẻ xa lạ có lẽ chỉ trong thời gian ngắn mà gặp phải nhiều biến cố như vậy khiến nàng ta thành thục trưởng thành hơn trước trương dương nhảy cảm nhận thấy có điều khác lạ thấp giọng nói tiểu yêu hai chúng ta sao phải khách khí như vậy trừ quan hệ với an lão gia thì ta là sư phụ của ngươi cơ mà an ngữ thần ngẩng đầu đôi mắt đẹp nhìn trương dương trương dương có phải ngươi giấu ta chuyên gì trương dương vội lắc đầu thanh minh nếu như ta biết an ra các ngươi gặp chuyên như vậy ta tuyệt đối sẽ không ngồi yên tin ta ta vĩnh viễn sẽ không làm hại ngươi mãi tới lúc này an ngữ thần mới tươi cười được một chút nàng nghe giọng nói ngày mai ta sẽ không ra sân bay tiễn ngươi lên đường bình an bất kể có chuyện gì xảy ra lập tức báo ngay cho ta ta nhất định sẽ giúp ngươi tiểu yêu bảo trọng An ngữ thần đột nhiên thấy lòng buồn vô cớ, nàng cứ đứng ngây ngốc tại đó nhìn chiếc xe chạy xa dần, xa dần, khuất dần trong hoàng hôn. Ngồi trong máy bay nhìn bầu trời bao la ngoài cửa sổ, trong đầu Trương Dương vẫn không ngừng hiện lên dáng vẻ tiêu tụy của An ngữ thần. Lần này tới Hồng Kông, hắn cũng có mặt ở vụ huyết án nhà An gia. Nếu như không phải phối hợp hành động với Cục An ninh Quốc gia thì sợ rằng hắn cũng không yên bình mà ngồi máy bay như bây giờ. Đến giờ Trương Dương vẫn không biết, rốt cuộc An Gia đã đắc tội với ai? Kẻ nào có thể ra tay tàn độc với An Gia đến như vậy? Dội nhiên Trương Dương nhớ lại việc cùng dạo anh lấy trộm tài liệu trong kết bảo hiểm ở thư phòng An Lão, vậy tài liệu bên trong đó ẩn giấu những gì? Nghĩ đến đây Trương Dương nhịn không được phải ngoảnh mặt sang liếc nhìn dạo anh đang ngủ bên cạnh một chút. Người đẹp, đến tư thế ngủ cũng đẹp, thế nhưng Trương Dương lưu ý thấy tiếng tim đập cùng tiếng thở nhẹ đều đều của nàng ta có vẻ không bình thường, liền đoán rằng nàng ta không có ngủ thực sự. Trương Dương nhếch mép cười nhẹ, thấp giọng nói, đừng giả vờ nữa, ta biết ngươi vẫn chưa ngủ. Dạo anh không nhịn được nở nụ cười, nàng chậm rãi mở hai mắt, trong đôi mắt đẹp vát lên vẻ oán trách nhìn Trương Dương, làm người không nên thông minh quá, bằng không rất dễ khiến người khác sinh ra phòng bị. Trương Dương dịch người ghé sát tai nàng ta nhỏ giọng nói, rốt cục mấy thứ ngươi chụp lúc đó nội dung là gì vậy? Dạo anh lười biếng ngáp dài một tiếng, giờ ta mới phát hiện ra, người còn tò mò hơn so với cả con gái nữa đó. Nàng hạ giọng thấp xuống nói tiếp, nói thật cho người biết, ta chụp xong liền đưa cho cấp trên, việc còn lại là do cấp trên giải quyết. Trương Dương thở dài tiếc nuối, cũng không hỏi gì thêm. Dạo anh lại mỉm cười nói, nghe nói người sắp được thăng chức lên làm phó sử, tuổi còn trẻ mà được làm cao đến vậy, sợ rằng cả chính đàn quốc nội cũng chẳng được mấy người. Nói móc ta sao, sao ta nghe người khen ta mà cứ như nói móc ta vậy nói trước cho ngươi hay đội trưởng của ta thường nói mà chẳng chịu suy nghĩ gì cả cứ buột miệng ra là nói luôn khuyên ngươi cũng đừng nên ôm hy vọng quá lớn làm gì cái gì trương dương trợn chừng hai mắt lên rồi sau đó trong mắt lại thoáng một tia giảo hoạt cười cười nói hắn dám sao nếu như hắn lật lọng thì ta cũng không dám chắc có giữ được bí mật cái cơ sở kia của các ngươi đâu ngươi không sợ bị thủ tiêu hay sao các ngươi dám làm mùng một ta sẽ làm mười lăm để xem ai thiệt hơn ai. Lúc xuống sân bay, Trương Dương cùng Dạo Anh không đi cùng nhau ra, bởi lẽ hai người bọn họ đều có rất nhiều chuyện cần phải làm. Với hai người bọn họ mà nói, gặp gỡ ở Hồng Kông chỉ là duyên phận mà thôi, lúc về tới Đại Lục thì mỗi người mỗi ngã khác nhau. Dạo Anh là điệp viên, hiển nhiên cả đời đều phải ẩn núp che giấu thân phận. Còn Trương Dương thì lại là cán bộ nhà nước cao cao tại thượng, hai người bọn họ tựa như ban ngày với ban đêm vậy cho dù có là gặp gỡ thì cũng chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn. Bên ngoài sân bay, Trương Dương đang chuẩn bị vẫy taxi thì bỗng nhiên một chiếc bi tô xanh lá cây đang chạy về phía này. Lúc nhìn rõ người ngồi trong xe là Cố Giai Đồng, Trương Dương cười hì hì đi vòng quanh xe nhìn nhìn ngó ngó một hồi. Cố Giai Đồng nhịn không được hạ cửa sổ xe xuống hờn dỗi mắng, nhìn cái gì mà nhìn. Chưa thấy xe hơi bao giờ sao. Xe thì thấy nhiều rồi, Thế nhưng mỹ nữ đẹp nghiêng nước nghiêng thành như vậy thì chưa thấy qua bao giờ. Tiểu thư, có thể cho đi nhờ xe được không? Bớt nói nhảm đi, còn không mau lên xe. Trương Dương mở cửa xe, chậm rãi chui vào ghế trước. Vừa ngồi xuống, Trương Dương liền với tay thắt chặt dây an toàn lại. Đây là thói quen hắn có được khi ở bên Hồng Kông. Trải qua một tuần nào là đuổi đánh, bắn giết, lại còn phi xe cả xuống sông nữa, giờ Trương Dương để ý nhiều hơn tới an toàn của bản thân lái xe không thể so sánh với cưỡi ngựa được, ở thời đại này thì hộ thể cương khí của hắn còn không an toàn bằng túi khí ô tô nữa. Cố dài đồng nhíu nhíu mày nghi hoặc hỏi Trương Dương, sao vậy? Trương Dương thở dài cảm thán nói, chủ nghĩa xã hội vẫn là tốt nhất. Bên Hồng Kông thì xe chạy bên trái, ta quên mất ngược với ở địa lục. Có chuyện gì à, hay là lại ở bên đó gây chuyên? Ánh mắt cố dài đồng tràn đầy nghi ngờ nhìn từ trên xuống dưới Trương Dương một hồi. Trương Dương ha hả cười lớn nói làng đi, mua chiếc xe này lúc nào vậy? Sao ta thấy nó giống con rùa già thế? Ngồi xe này dễ gặp xui xẻo lắm. Cố dài đồng cười cười đáp trả, đến giờ ta mới biết ngươi mẫn cảm với màu xanh đó. Không chỉ riêng mình ta mà bất kỳ gã đàn ông nào cũng đều mẫn cảm với màu xanh hết. Bằng không sao lại chẳng có gã nào đội mũ màu xanh cả. Ngươi nói xem, nói ra mấy lời này. Trương Dương lại nghĩ tới mối quan hệ của hắn với cố dài đồng đây chẳng phải hắn cùng nàng ta chụp cho chồng nàng ngụy trí thành một cái mũ xanh to tướng hay sao dường như cố giai đồng cũng nhận ra điều gì đó nàng ho khan hai tiếng nói nếu ngươi thích lần sau ta dẫn ngươi đi mua mấy cái trương dương hai mắt trợn ngược lửa giận bừng bừng lớn tiếng nói dám đàn ông là thế đều ích kỷ như nhau ngoại tình với vợ người khác thì làm như chẳng có việc gì đến lúc bị cắm sừng bị chụp mũ thì nổi sung lên cố giai đồng che tay khúc khích cười nàng cũng không vội lái xe đi mà nhỏ giọng hỏi Trương Dương, nghe nói An ra xảy ra chuyện bất chắc, hai ngày nay ta vẫn luôn lo lắng cho ngươi. Mấy lần gọi điện mà cũng không liên lạc được. Thấy ánh mắt quan tâm lo lắng của cố giai đồng, trong lòng Trương Dương cũng cảm thấy một trận ấm áp, vươn tay nhe vuốt mái tóc xoăn của nàng, yên tâm đi, lúc xảy ra vụ án thì ta không có mặt ở đó, ta cũng là mới nghe được tin tức này. Ban đầu định về sớm một chút, nhưng dù sao An Lão cũng là bằng hữu của ta, ta ở lại vài hôm giúp đỡ hắn, bởi vậy mới về muôn như vậy. Cố dài đồng vươn tay nắm chặt bàn tay to bè của Trương Dương thấp giọng nói, vẫn biết là thế, nhưng mấy ngày nay ta vẫn lo lắng cho ngươi, ngủ cũng không ngon giấc nữa. Trương Dương mỉm cười trêu đùa, với võ công của ta, sao gặp chuyện không may được. Mà có gặp đi nữa thì cũng hóa giữ thành lành hết. Tuy ngoài miệng nói cứng như vậy nhưng trong lòng Trương Dương thở dài cảm thán. Đến giờ hắn mới hiểu, ở thời đại này thì võ công cái thế đến mấy cũng không bằng súng đạn. Chỉ bằng vào sức mạnh bản thân thì e rằng khó mà giữ được cái mạng nhỏ này. Đột nhiên Trương Dương nhớ ra điều gì, với tay lấy cái túi lại, lôi ra một hộp nho nhỏ khá tinh xảo, bên trong là chiếc đồng hồ đeo tay nhỏ xinh sang lấp lánh. Tuy rằng không phải đồ đắt tiền, nhưng dù sao cũng là tấm lòng của hắn, chứng tỏ hắn vẫn luôn nhớ về nàng. Cố dài đồng cắn cắn nhẹ môi dưới, thẹn thùng cúi mặt xuống nhưng vẫn chìa cánh tay trắng nõn nhỏ xinh của mình ra để Trương Dương đeo đồng hồ vào. Nàng ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đẹp tràn ngập tình ý không nói nên lời. Trương Dương đảo mắt nhìn xung quanh một chút, tuy rằng đây là ngoài sân bay thế nhưng thỉnh thoảng vẫn có người đi qua đi lại. Thằng nhãi này có chút trột dạ nói, à, ừm, cẩn thận có người nhìn thấy. Đột nhiên cố dài đồng lại vươn tay quàng quanh cổ hắn hôn môi hắn một cái thật sâu. Trương Dương cũng hồn đáp trả lại rồi vòng tay kéo thân thể mềm mại kia vào lòng. Cố dài đồng cảm thấy cái gì đó cưng cứng lại lơn lớn đang cọ vào thắt lưng mình, nàng đỏ mặt xấu hổ nói, bại hoại. Về nhà rồi hắng. Trương Dương ra vẻ ủy khuất vô tội nói, cái kia là cần số mà. Lúc này cố dài đồng mới nhận ra mình bị hớ, vậy chẳng phải chứng minh nàng lúc nào cũng nghĩ đến chuyện XXX kia hay sao. Nàng thẹn quá vội vàng đẩy Trương Dương ra, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ, Trương Dương ha hả cười lớn nói, đi thôi, trời cũng sắp tối rồi. chương 102, Hoán Vị Chỉ một câu nói hờ hứng của Đỗ Thiên cũng làm Hồng Vĩ cơ phải chấn động. Là người thông minh, hắn đương nhiên hiểu nếu không có vị lão đại nào đó của tỉnh Bình Hải ngầm ra tay thì sao ban kỷ ủy thành phố lại nhảy vào cuộc sớm như vậy được. Mà hứa thường đức tại Giang Thành, thậm chí toàn bộ khu vực Bắc Bộ Bình Hải đều có lực ảnh hưởng rất mạnh nếu chỉ nói riêng Giang Thành thì gần như toàn bộ lãnh đạo cao tầng đều là người của Hứa Thường Đức. Tuy rằng Hồng Vĩ Cơ không tự nhận mình thuộc phe của Hứa Thường Đức, thế nhưng trong mắt người khác, quan hệ của hắn với Hứa Thường Đức còn mật thiết hơn cả với cố Bí thư. Bỏ qua mối quan hệ ở trường đảng đi, thì từ lúc hắn bước chân vào sự nghiệp đến giờ, Hứa Thường Đức luôn luôn ra sức giúp đỡ hắn. Rồi đến khi Hứa Thường Đức đảm nhiệm chức Chủ tịch tỉnh, Hứa Thường Đức vẫn không quên hắn, vẫn để bạt hắn vào ủy ban thường vụ tỉnh. Dù hắn không tình nguyện thì cũng nợ hứa Thường Đức món nợ ân tình. Giả như hứa Thường Đức là lão đại cả tỉnh Bình Hải thì Hồng Vĩ Cơ cũng không phải lo lắng nhiều đến vậy, hắn đương nhiên hiểu được vấn đề cốt lõi nhất, tại tỉnh Bình Hải này, hứa Thường Đức chưa phải lão thiên. Tuy rằng Cố Bí thư tuổi tác đã cao thế nhưng toàn bộ tỉnh Bình Hải này đều là thiên hạ của hắn, bởi vậy phe cánh của hứa Thường Đức luôn luôn bị đặt trong tình trạng báo động, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị triệt hạ lại nói tới việc Hứa Thường Đức vừa nhậm chức chủ tịch tỉnh liền đưa ra bản dự thảo cân đối phát triển kinh tế tỉnh Bình Hải, lại trái ngược hoàn toàn với ý nghĩ biến khu Hải Nam thành khu trọng điểm kinh tế tỉnh của Cố bí thư, hơn hết bản dự thảo của Hứa Thường Đức lại được các lãnh đạo có vẻ tán thành hơn. Hứa Thường Đức vừa lên đã ngang nhiên công khai đối lập với Cố bí thư, điều này chứng minh sau hắn còn có người chống lưng. Mà thực tế, những người làm đến chức vụ lớn như bọn họ thì ai mà chẳng có quan hệ mật thiết với trung ương từ lúc cơn lốc chính trị ở giang thành nổi lên hồng vĩ cơ vẫn giữ nguyên tắc bàng quang ngồi im thế nhưng nhiều yếu tố cho thấy đại lão bản của tỉnh bình hải cố bí thư muốn lợi dụng sự việc lần này tiến hành cải tổ cơ cấu bộ máy chính trị thành phố giang thành thậm chí có thể lên tới cả tỉnh bình hải mà nói trắng ra thì cố bí thư muốn chặt bớt vây cánh của hứa thường đức hồng vĩ cơ vẫn luôn lo lắng cố bí thư coi hắn là người của hứa thường đức thuộc phe đối lập nếu vậy thì sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới con đường làm quan của hắn sau này Nghe Đỗ Thiên Giã nói xong hắn liền chấn động, chấn động không phải vì sợ hãi mà là kinh hỉ, điều này cũng không nằm ngoài dự đoán của hắn. Hứa thường Đức có thể leo lên chức vụ hiện tại cũng không phải hoàn toàn dựa vào vận khí mà nó còn chứng tỏ thực lực của hắn. Hứa thường Đức lần này tới Bắc Kinh chính là để xin chỉ thị của cấp trên, hắn khôn có ngồi chờ chết, hắn đã hành động. Từ lâu Hồng Vĩ Cơ cũng nhận ra, sự việc phát sinh đến mức độ này đã trở thành cuộc đấu của hai vị lão bản có quyền lực lớn nhất ở tỉnh Bình Hải cô bí thư hứa chủ tịch. Đỗ Thiên Giã chậm rãi nâng chén nhấp một ngụm nhỏ để mặc Hồng Vĩ Cơ tự suy ngẫm, hắn cũng không nói gì thêm. Ngày thường tính tình của hắn khá bốc đồng, thậm chí có phần lỗ máng, chỉ khi nào liên quan đến công việc thì hắn lại trở nên thâm trầm và trầm ổn hơn rất nhiều. Tỷ như việc hắn nhắc nhở Trương Dương không nên tìm chứng cứ làm gì nữa, chỉ phí công vô ích mà thôi, đó là bởi vì hắn đã sớm nhìn ra, đây không còn là chuyện sai phạm trong công tác của hai người cán bộ nữa, mà nó đã trở thành cuộc đấu trí của hai lãnh đạo tối cao tỉnh Bình Hải này. Nói thực, Đỗ Thiên Giã Hắn, hay như cả cái ban kỷ ủy từ Trung ương tới địa phương cũng chỉ là công cụ của các cấp lãnh đạo triệt hạ lẫn nhau mà thôi. Đỗ Thiên Giã Hắn cũng thừa biết chuyện này, và đương nhiên hắn cũng không muốn làm quân cờ của người khác, nhưng Há vẫn ghi nhớ những lời cha dạy, chỉ cần làm tốt phận sự của mình, những việc khác không cần quan tâm. Sau một hồi suy nghĩ, Hồng Vĩ Cơ chỉ biết lắc đầu thở dài nói, xem ra ta cũng chỉ có thể ngồi đợi mà thôi. Đỗ Thiên Giã mỉm cười nói, nhiều lúc ngồi đợi mới là sự lựa chọn tốt nhất, thời gian có thể thay đổi tất cả. Lúc Lý Trường Vũ bị ban kỷ ủy Trung ương giam lỏng, cách ly ngoại giới để tiến hành điều tra, thì có hai việc xảy ra. Thứ nhất, vợ hắn Chu Hồng Mai đưa đơn đòi ly dị, bởi nhẽ bà ta cho rằng lần này hắn khó thoát khỏi phải ngồi tù, nhưng điều trọng yếu nhất là bà ta nghe tin hắn có tình nhân bên ngoài liền tá hỏa lên đòi ly hôn lập tức điều đó làm bà ta cảm thấy như mình bị sỉ nhục mà hai đứa con của hắn đã trưởng thành cũng không mấy quan tâm lắm đến chuyện cha mẹ có ly hôn hay không điều mà bọn họ lo lắng nhất là hắn có vượt qua được lần này hay không bọn họ cũng không phải vì an nguy của hắn mà lo lắng mà bọn họ là lo lắng cho tiền đồ của mình nếu lý trường vũ hắn bị cách chức bị bắt bị ngồi tù vậy thì bọn họ sẽ mất chỗ dựa lớn nhất tương lai của bọn họ sẽ khó khăn hơn rất nhiều. còn một chuyện đó là cát xuân lệ đệ đơn xin từ chức. lúc lý trường vũ bị bắt giam thì cục trưởng cục công an điền khánh long cùng cán bộ thanh tra ban kỷ ủy trung ương tới tìm nàng ta nói chuyện. tựa hồ cát xuân lệ đã sớm có chuẩn bị từ trước, nàng không hề sợ hãi chút nào, mà ngược lại nói năng rất rành mạch rõ ràng. tôi thừa nhận có quan hệ với lý trường vũ, nhưng tôi xin nói lại, quan hệ của chúng tôi không tồn tại lợi ích cá nhân. tôi yêu anh ấy trước đây, bây giờ hay sau này tôi vẫn yêu anh ấy. Bất kể lần này tổ chức xử trí anh ấy như thế nào, tôi vẫn chờ tới cùng. Cán bộ nhân viên ban kỷ ủy Trung ương cũng là nữ đồng chí, nghe những lời này của các xuân lệ, nàng ta không khỏi mặt đỏ bừng, tắc họng không biết phản bác như thế nào. Yêu đương vụng trộm mà dám ngang nhiên công khai như vậy sao? Cô phình này điên rồi chắc, sau khi chấn định lại tâm tình, nàng ta lạnh lùng nhắc nhở cô nên ý thức sai lầm của mình cô là cán bộ nhà nước, thế nào lại? Cát Xuân Lệ lãnh đạm cười nói, điều đó không quan trọng nữa rồi. Tôi biết, tôi đã phá hỏng danh dự của một cán bộ nhà nước, bởi vậy tôi quyết định xin từ chức. Từ hôm nay trở đi tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường, có quyền yêu, có quyền hạnh phúc. Nói xong nàng liền đứng thẳng dậy, vẻ mặt tỏ ra kiên định chưa từng có, nếu như đảng ủy chính phủ vẫn nghi ngờ tôi có sai phạm trong công tác, lúc nào cũng có thể truy cứu trách nhiệm của tôi, tôi quyết không trốn tránh còn bây giờ xin lỗi xin cáo từ nàng hơi cúi mình chào điền khánh long rồi chậm rãi đi ra ngoài vị nữ cán bộ kia vẫn cứ ngây ngốc ngồi một chỗ đến giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nữa còn điền khánh long thì lại tỏ ra gật gù tán thưởng một người phụ nữ dám yêu dám hận lại có trách nhiệm như vậy đáng để người khác tôn trọng cát xuân lệ đi rồi vị nữ cán bộ kia mới tức giận mắng sao cô ta dám nói như vậy chẳng lẽ không thấy mất mặt hay sao chẳng nhẽ không biết xấu hổ gì gì hay sao? Điền Khánh Long lớn tiếp đáp trả lại, muốn tìm một người phụ nữ trọng tình trọng nghĩa như vậy lắm dễ dàng lắm hay sao? Căn biệt thự số 9 vẫn tĩnh mịch như ngày nào, cô Duẫn Trí thả lỏng người ngồi trên ghế lẳng lặng nhìn ngắm cảnh sắc sáng chói, rực rỡ bên ngoài khung cửa sổ. Tuổi tác càng cao, hắn lại càng thích những lúc yên lặng như vậy. Nhưng chẳng hiểu sao, càng đến lúc sắp nghỉ hưu thì tham vọng quyền lực của hắn lại càng cao cơn lốc chính trị hiện giờ ở Xuân Dương cũng không phải do hắn tạo nên, mà hắn chỉ nhân cơ hội, thuận nước đẩy thuyền ném đá xuống giếng mà thôi. Quả đúng như dự đoán, hứa thường đức không chịu ngồi yên nữa mà phải chạy lên Trung ương kêu cứu viện, bất quá hắn cũng không lo lắng mấy, bởi nhẽ riêng chuyện lần này, dù biến cố gì xảy ra đi nữa thì hắn cũng nắm chắc 10 phần. Một trận gió mát khẽ thổi qua, cố dẫn trí vẫn nhắm mắt, chỉ có khóe môi lộ ra nụ cười nhạt. Từ lúc hứa thường Đức được thăng lên trước chủ tịch tỉnh, thì có người ám chỉ hứa thường Đức sẽ là người nối nghiệp hắn. Hai năm tiếp theo vị tân chủ tịch công tác khá thuận lợi, đưa chiến thuyền kinh tế kiểu mẫu tỉnh Bình Hải không ngừng tiến lên. Trong thời gian đó, hứa thường Đức với hắn không hề có những biểu hiện xung đột gay gắt, người khác nhận định, hai người bọn họ làm việc lại có phần ăn ý. Nhưng thực ra mâu thuẫn của bọn họ tồn tại đã lâu. Bắt đầu từ khi hứa thường Đức được thăng lên chức vụ chủ tịch huyện, hắn liền đưa bản dự thảo phát triển kinh tế khu vực Bắc Bộ tỉnh Bình Hải, nhưng nó lại đi ngược hoàn toàn với định hướng phát triển của Cố Duẫn Trí. Từ nhiều năm trước, Cố Duẫn Trí đã cho triển khai phát triển khu vực Nam Bộ tỉnh Bình Hải sẽ kéo nền kinh tế toàn bộ tỉnh phát triển mạnh mẽ hơn. Nhưng sự thực lại chứng minh, trong năm trước, tuy khu vực Nam Bộ tỉnh may mắn khai thác nguồn tài nguyên lớn nhất từ trước tới nay cùng với việc song song phát triển đô thị lớn mạnh. Cuối cùng lúc tổng kết lại thì khu Nam Bộ tỉnh có phát triển kinh tế vượt bậc đi chăng nữa, cũng không làm nền kinh tế toàn tỉnh khởi sắc hơn. Bởi lẽ bốn thành phố phía bắc bộ tỉnh do không được đầu tư phát triển nâng cấp đồng bộ, dẫn tới việc mất cân đối phát triển kinh tế, đó cũng là nguyên nhân kéo tụt nền kinh tế cả tỉnh xuống mức thấp nhất từ trước tới nay. Giang Thành là thành phố công nghiệp cũ, cũng là đầu tàu kinh tế của cả tỉnh Bình Hải, Hứa Thường đức nhận ra tiềm lực của Giang Thành khi thấy Giang Thành là nơi trung tâm, cửa ngõ giao thương của cả ba tỉnh cùng chín thành phố lân cận, bởi vậy hắn mới đưa ra bản dự thảo kế hoạch phát triển khu kinh tế Bắc Bộ tỉnh Bình Hải. Ngay lập tức bản dự thảo được các lãnh đạo cấp trung ương khen ngợi tán thành Lúc đó cố dẫn trí cũng nhận ra sai lầm của mình khi chỉ chú trọng phát triển khu Nam Bộ bỏ qua đầu tàu phát triển công nghiệp từ trước tới nay của tỉnh Hứa thường đức được mọi người khen ngợi tán dương bao nhiêu thì cố dẫn trí lại tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt bấy nhiêu Bởi vì hắn cho rằng hứa thường đức là một gã to mồm chỉ giỏi bốc phét Bằng không sao lại không có cách kéo nền kinh tế khu vực Bắc Bộ lên mà lại để nó ảnh hưởng chung tới toàn tỉnh như vậy Điều đó cũng phản ánh tốc độ phát triển toàn tỉnh bị thụt giảm không liên quan gì tới việc cố dẫn trí hắn chỉ chú trọng xây dựng phát triển khu vực Nam Bộ, bỏ bê phát triển khu Bắc Bộ, mà nguyên nhân chủ yếu là do năng lực của hứa thường Đức quá kém, không vực dậy nền kinh tế Bắc Bộ được. Nghĩ đến đây hắn không khỏi thở dài ngao ngán, đó cũng chỉ là nhận định riêng của cá nhân hắn, chứ không phải đại diện cho ý chí của Trung ương. Ngay như việc hứa thường Đức được Trung ương nhìn chúng, thế nên từ một gã bí thư thành phố, một phó cán bộ cấp tỉnh lại được một bước nhảy thẳng lên vị trí chủ tịch tỉnh Bình Hải. Cô Duẩn Trí đang thả lỏng người trên ghế, vừa ngắm cảnh vừa miên man suy nghĩ thì lúc này thấy cổng lớn mở ra, một người thân hình cao lớn đi vào. Người vừa tới là Tả Viên Triệu, nguyên phó thị trưởng thành phố Giang Thành. Tả Viên Triệu năm nay 41 tuổi, là phó thị trưởng trẻ nhất cả tỉnh Bình Hải này. Nếu như không phải cái gã lý trường Vũ Hắc Mã đột nhiên xuất hiện, thì cái ghế phó thị trưởng thường trực kia là của hắn rồi. Tả Viên Triệu là người không cam tâm chịu thua, trong mắt hắn chỉ tồn tại hai loại người, một là bạn và hai là kẻ địch, mà đã là địch thì hắn sẽ luôn tìm cách triệt hạ không thương tiếc. Chỉ đáng tiếc sau lưng Lý Trường Vũ lại có bí thư thành phố Hồng Vĩ Cơ, cùng chủ tịch tỉnh Bình Hải Hứa Thường Đức, dù hắn có làm gì đi chăng nữa thì e rằng cũng chẳng có hiệu quả mấy nhưng lúc hắn đang âm thầm tiến hành kế hoạch hạ bệ lý trường vũ thì bỗng nhiên hắn lại phát hiện có bàn tay to đang không ngừng giúp đỡ hắn khiến tầm ảnh hưởng của chuyện này không ngừng được mở rộng, mở rộng đến độ hắn không dám tin vào mắt mình nữa. Lăn lộn trên quan trường nhiều năm, hắn cũng ẩn ẩn nhận ra vị lão đại phía sau kia là ai. Nếu như hai người đều có chung mục đích, có chung kẻ thù thì có thể là minh hữu của cố bí thư, tả viên thiệu là người giỏi nắm bắt cơ hội, một cơ hội tốt như vậy, hiển nhiên hắn phải cố sức nắm thật chặt lần này là lần thứ hai tả viên triệu tới nhà cố bí thư chỉ khác là lần này cố bí thư đích thân mời hắn tới chơi vừa bước chân vào biệt thự hắn liền thấy cố dưỡng dưỡng đang tập đi trên thảm cỏ hắn nhớ rõ lần trước tới đây vẫn thấy cô bé này phải ngồi xe lăn vậy mà mới đó đã gần khỏe lại rồi bây giờ cũng chỉ là chập chứng tập bước đi nhưng lại không cần chống nặng thế cũng là giỏi lắm rồi thấy có người tới cố dưỡng dưỡng nở nụ cười rạng rỡ như hoa mùa xuân chủ động lễ phép chào trước thúc thúc hảo Tuy không nhận ra Tả Viên Thiệu, nhưng người này được cha nàng mới tới, hẳn quan hệ sẽ không giống bình thường. Tả Viên Thiệu cũng mỉm cười đáp lại, cháu là dưỡng dưỡng phải không? Chú họ Tả, từ Giang Thành tới đây. Giang Thành, vậy chú có biết Trương Dương không? Nghe vậy cô bé liền nhớ ngay đến Trương Dương. Tả Viên Triệu nghe mà thấy nao nao, cái tên Trương Dương này hắn cũng không lạ gì, vốn chỉ là thằng nhãi con nhà quê, sau lại nghe nói được Lý Trường Vũ nhận làm con nuôi, nhưng thực không ngờ thằng nhãi con này lại có thể lân la làm quen với tiểu thư của cố bí thư. Nghĩ đến đây lòng hắn hơi trầm xuống một chút, nếu như thằng nhãi này vì cha nuôi mà đi cầu cạnh khắp nơi, vậy thì hắn gặp khó khăn không nhỏ rồi. Lúc này thì cố Minh Kiện cũng từ nhà trong đi ra, hắn chủ động vươn tay chào đón, tả phó thị trường, tôi là Minh Kiện, rất vui được làm quen. Lại nhắc tới cố Minh Kiện, từ lúc trải qua bài học đắt giá trong tình cảm, dường như hắn đã trưởng thành hơn, không còn ăn chơi lêu lỏng như trước nữa mà đã biết nghĩ đến tương lai. Lúc này hắn mới nhận ra tầm quan trọng việc lợi dụng quyền lực của cha, mà bước đầu tiên đó là phải tự tạo dựng cho mình mối những mối quan hệ như thế này. Tả Viên triệu cuống quyết bắt tay đáp trả giọng điệu nịnh bợ nói đã sớm nghe danh cố công tử tài hoa lịch hiệp, hiện tại xem ra quả nhiên danh bất hư truyền. Cố Dưỡng Dưỡng ở bên nhịn không được nở nụ cười duyên, quả thực nghe chú kia khen anh trai, nàng không tài nào nhịn cười được. Xem ra cố Minh Kiện cũng khá vui vẻ khi được óc khen, hắn mỉm cười nói, nếu như sau này có dịp tới Giang Thành, còn phải nhờ tả phó thị trưởng chiếu cố nhiều hơn. Đây là hắn học cách ăn nói của chị gái, nhưng xem ra lúc này áp dụng không được hay cho lắm, hắn nói mà nghe sạch mùi con buôn, chẳng có chút phong phạm của công tử thế ra chút nào cả. Tả viên thiệu cũng không dám nói nhiều với cố Minh Kiện mà nói ý nhờ hắn dẫn vào thư phòng cố bí thư. Hắn làm vậy là bởi lẽ hắn biết. Từ lúc hắn vào đây liền nằm trong sự theo dõi của Cố bí thư, vì vậy hắn mới không dám tỏ ra thân thiết quá, sợ rằng Cố bí thư cho rằng hắn thấy người sang bắt quàng làm họ, người như thế tại chính đàn thường bị người ta coi thường. Cửa phòng cũng không đóng, đây là thói quen của Cố Duẫn Trí. Nếu như hôm nào hắn có mời khách tới, thì hôm đó cửa phòng hắn sẽ luôn luôn rộng mở, chính điều này cũng khiến người khác cảm thấy thoải mái tự nhiên hơn và cũng biểu đạt lòng mến khách của hắn. Cố Minh Kiện dẫn tả viên triệu đi thẳng vào rồi lặng lẽ đi ra, tiện tay đóng cửa phòng lại. Thấy cô Bí Thư đang thư thái ngồi thưởng thức khung cảnh ngoài cửa sổ, lần đầu tiên được tiếp xúc trực tiếp với cô Bí Thư, nội tâm tả viên triệu không khỏi thấy bồi hồi xúc động. Từ lúc trước vị phó thị trường thường vụ mà hắn luôn ao ước bị lý trường vũ chiếm mất tinh thần hắn càng ngày càng xa suốt đi, đột nhiên hắn cảm thấy mình lạc lòng, bơ vơ, bởi lẽ hắn nhận thấy hắn khôn có một chỗ dựa vững chắc, bởi vậy lúc lão đại cả tỉnh Bình Hải này chủ động lôi kéo hắn, hiển nhiên hắn sao có thể bỏ qua cơ hội trời cho như vậy được. Cố Duẫn Trí thong dong xoay người lại cười nói, ngồi đi. Tả viên thiệu bồn chồn ngồi xuống phía đối diện. Hai người ngồi hàn hiuên tâm sự một lúc lâu cũng chưa đả động gì tới công việc. Sở dĩ cố Duẫn Trí làm vậy là có thâm ý riêng, làm như vậy thứ nhất sẽ thu hẹp khoảng cách giữa hai người lại, thứ hai, điều này giúp tả viên thiệu bình tâm lại hơn, không bị gượng ép lo sợ nữa. Hàn Huyên một lúc lâu sau, cuối cùng Cố Duẫn Trí cũng đi thẳng vào vấn đề, hắn nhẹ giọng nói, gần đây ta mới xem qua lại một số văn kiện, thấy đề án xây dựng sân bay tại Giang Thành khá tốt. Tả Viên tiệu lập tức nhớ ra, lần trước lúc hắn được bổ nhiệm chức vụ phó thị trưởng, hắn liền đưa ra cái đề án này, nhưng lại bị Hứa Thường Đức phản đối kịch liệt, hắn cho rằng đề án này không có tính thiết thực. Vậy mà không ngờ giờ lại được Cố bí thư xem trọng. Tả Viên tiệu đưa ra đề án xây dựng sân bay tại Giang Thành cũng là muốn thay đổi diện mạo lạc hậu của khu vực Bắc Bộ. Nếu như sân bay được hoàn thành, giao thương sẽ nhanh chóng đơn giản, như vậy mới thu hút được nhiều đầu tư vào Giang Thành hơn. Nhưng mà trước đó cô Bí Thư vẫn luôn chú trọng phát triển khu trọng điểm kinh tế ở Nam Bộ, hiện giờ lại nhắc tới chuyện này, phải chăng cô Bí Thư muốn ám chỉ điều gì chăng? Tả viên Triệu cũng cẩn trọng cân nhắc lại một chút. Cô Duấn Trí cười nói, mặc dù Bình Hải dẫn đầu phát triển kinh tế cả nước, thế nhưng bên trong lại có sự mất cân bằng phát triển không đồng đều. Như khu vực Bắc Bộ, nền kinh tế còn yếu kém, cơ sở vật chất thiếu thốn, hiện rất cần những cán bộ tài năng như người thay đổi. Chỉ một câu nói mà tả viên triệu lại kích động chống ngược đập liên hồi, nhưng hắn vẫn kiềm chế được thấp giọng nói, cô Bí Thư, hiện giờ Ban Kiểu ủy Trung ương đang tiến hành điều tra khiến lòng người hoảng sợ. Cá nhân tôi cho rằng, hiện giờ là thời điểm nhạy cảm, khôn nên làm mất đoàn kết trong nội bộ đảng viên. Nghe hắn nói vậy, Cố Duẫn Trí không khỏi thầm mắng tả viên triệu dối trá, kẻ châm ngòi những sự kiện chấn động gần đây là ngươi chứ còn ai. Đã vậy lại còn giả bộ khôn biết, tính giả mù sa mưa lừa ai. Nghĩ thì nghĩ vậy chứ Cố Duẫn Trí cũng khôn có mấy ác cảm với hắn. Từ phương diện khác cho thấy, hắn cũng là một cán bộ có năng lực, lại có tâm cơ cùng thủ đoạn, đó chính là tố chất của một người làm quan có tính cầu tiến. Vừa nghĩ cố dẫn trí vừa vươn tay cầm ấm trà rót đầy hai chén rồi đẩy một chén tới trước mặt tả viên triệu, được đích thân cô bí thư rót trà mời, tả viên triệu vội đưa tay kéo cốc trà lại gần hơn, trong mắt hắn tỏ rõ sự tôn kính vô hạn. Không tôn kính, không khiếp sợ sao được khi mà cô bí thư chỉ đơn giản tác động một chút, thuận nước đẩy thuyền thôi mà cũng khiến hứa thường đức phải sứt đầu mẻ chán, làm cho cả chính đàn giang thành trao đảo bấp bênh. Vào thời khắc mấu chốt, tả viên triệu lại may mắn được đứng vào hàng ngũ đại lão bản có thực lực cùng tâm cơ cao siêu nhất tỉnh Bình Hải này, điều này làm hắn vui mừng không thôi. Cố Duẫn Trí vẫn thản nhiên chậm rãi phẩm trà, một lúc lâu mới nhàn nhạt nói, Giang Thành còn rất nhiều sự vụ phải giải quyết, chúng ta thân là cán bộ nhà nước không được nói những lời thiếu trách nhiệm như vậy được. Tả Viên Triệu cũng không rõ ý của Cố Bí thư cho lắm, bởi vậy hắn chọn cách trầm ngâm không nói gì. Trước một người tâm cơ sâu rộng như Cố Bí thư, hiển nhiên hắn không dám làm liều, im lặng lắng nghe là sự lựa chọn đúng đắn nhất. Quả đúng như vậy, cố duẫn trí lại thấp giọng nói tiếp trong lúc đoàn thanh tra của ban kỷ ủy trung ương công tác tại giang thành lại có người thông báo ít chuyện khôn hay tả viên triệu giật mình ngạc nhiên xem ra còn rất nhiều chuyện hắn vô pháp biết được thấy vẻ mặt ngạc nhiên của tả viên triệu cố duẫn trí nhàn nhạt nói phùng ái liên nguyên giám đốc nhà máy dược phẩm bị nghi ngờ tham ô của công hiện đang bị ban kỷ ủy tỉnh điều tra làm rõ sự việc thị trưởng lê quốc chính cũng cáo bệnh xin nghỉ dài hạn nói rằng không thể tiếp tục công tác được nữa Tả viên triệu lại một phen giật mình sợ hãi, thân là phó thị trưởng thành phố Giang Thành, vậy mà từ trước tới giờ hắn không hề biết chút gì về chuyện của phùng ái liên cả, mà Lê thị trưởng 89 phần là giả bệnh, lẽ nào hắn Lê Quốc chính sợ bị vợ liên lụy nên mới tìm cách tránh né trách nhiệm sao? Nếu như thị trưởng Lê Quốc chính bị bãi nhiệm thì sao? Nghĩ đến đây chống ngực tả viên thiệu không khỏi đập dồn dập. Nếu là trước kia thì khẳng định ứng cử viên số 1 cho chức chủ tịch thành phố Giang Thành là phó thị trưởng thường vụ lý trường Vũ, Thế nhưng hiện nay Lý Trường Vũ lại bị Ban Kỷ ủy Trung ương giam lỏng cùng tiến hành điều tra sai phạm trong công tác. Nói cách khác, cái ghế thị trường kia còn ai đủ khả năng ngồi vào ngoài tả viên triệu hắn cơ chứ? Chỉ như vậy mới làm rõ được, tại sao cô Bí Thư đột nhiên lại nói chuyện này với hắn, hay cố Bí Thư cũng đang nhắc nhở hắn điều đó? Thấy biểu tình kích động của tả viên triệu, cố Duẫn Trí không khỏi nhếch mép cười nhạt một tiếng, sau những vụ việc vừa qua, ta thấy cần phải chỉnh đốn lại tác phong làm việc của toàn thể cán bộ công nhân viên tỉnh, xóa bỏ nạn tham nhũng, quan liêu. Phải khiến cho họ biết, chúng ta là cán bộ nhà nước, của dân, do dân, vì dân, hết lòng vì sự nghiệp đất nước chứ không phải vì làm giàu bản thân. Vừa nói hắn vừa liếc mắt nhìn tả viên triệu một cái, viên triệu, mấy người thuộc ban thường vụ tỉnh đều rất coi trọng ngươi, mà ta cũng coi trọng ngươi. Tả viên thiệu xúc động thật sâu nói, xin cố bí thư yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không phụ sự kỳ vọng của người. Cố Duân Trí cười nhẹ, khuôn mặt mang vẻ vui mừng nói, không nên phụ sự kỳ vọng của nhân dân mới đúng. Chiều mộ được một người biết nghe lời như vậy, Cố Duân Trí cũng thấy vui mừng. Từ đầu đợt phong ba đến giờ, thị trưởng thành phố Lê Quốc Chính vẫn chọn phương án im lặng bàng quang xem diễn biến, nhưng thật không ngờ chỉ chớp mắt một cái Lê Quốc Chính lại kéo vào vũng bùn chết người kia. Đến giờ người thông minh một chút hẳn sẽ nhận ra được, tại sao tỉnh nội đột nhiên lại nổi phong ba bão táp như vậy, nguyên do đều do hai vị lão đại của tỉnh tranh đấu chính trị. Bị cuốn vào cơn lốc chính trị, Lê Quốc Chính cũng không tỏ ra chút lo lắng nào, trái lại, sâu trong nội tâm hắn lại có phần vui sướng. Hắn tuy rằng không cùng trận doanh của cố dẫn trí, thế nhưng mọi người đều biết hắn có mâu thuẫn không nhỏ với hứa thường đức, nếu đã có cùng chung kẻ thù thì việc liên kết lại là điều hiển nhiên. Chỉ có điều, không hiểu sao bỗng dưng lại có người gửi thư nặc danh tới ban kỷ ủy trung ương, tố cáo vợ hắn phùng ái liên tham ô của cô ân. Bởi vì công tác trọng điểm của ban kỷ ủy trung ương lần này là dự án xây dựng khu du lịch núi Thanh Thai, thế nên họ mới chuyển vụ này cho ban kỷ ủy tỉnh Bình Hải tiến hành điều tra làm rõ sự việc. Sau khi được cố giai đồng phân tích tỉ mỉ lại, Trương Dương mới biết người đứng sau màn gây ra chàng phong ba lần này lại là cố bí thư, điều này khiến hắn không khỏi thất vọng bội phần tân tân khổ khổ chạy sang Hồng công tìm chứng cứ chứng minh khoản đầu tư của An Lão không có vấn đề, vậy mà tất cả công lao của hắn đều là công dã chẳng hết. Bi ai thay Lý Trường Vũ, phẫn nộ thay Tần Thanh, lần này hai người bọn họ cũng chỉ là quân cờ bị cố bí thư lợi dụng mục đích hạ bệ hứa thường đức. Hai ngày nay cố dài đồng vẫn luôn ở bên Trương Dương, nàng không nỡ thấy hắn buồn khổ chán trường như vậy. Ngoài việc ở bên An ủi, giúp hắn vượt qua chuyện này, quả thực nàng cũng không biết làm gì hơn nữa những chuyện cha nàng đã quyết thì không một ai có thể làm cha nàng thay đổi được, trước kia như thế, mà bây giờ vẫn vậy. Trương Dương chậm rãi nhấp ngụm trà nhỏ thở dài nói, hay là ta tới Đông Giang gặp cha ngươi một chút. Không đợi cố dài đồng trả lời, Trương Lương đã lắc đầu ngao ngán, chắc cũng chỉ vô dụng thôi, hẳn ông ấy sẽ không nghe ta nói đâu. Một gã cán bộ phụ cấp nho nhỏ như ta, đến tư cách nói chuyện với ông ấy cũng không có, chứ đừng nói tới việc cỡ oanh. Xin lỗi, Cố Gia Đồng ấy náy xin lỗi. Chuyện này không liên quan tới ngươi, Trương Dương vô ơn tay, nhẹ xoa xoa khuôn mặt xinh tươi của Cố Gia Đồng. Trương Dương vẫn đang nghĩ, nếu như hình triệu Huy đồng ý đưa ra bằng chứng xác thực chứng minh khoản đầu tư của An lão không có vấn đề, có thể giúp Tần Thanh cùng Lý Trường Vũ thoát khỏi chuyện này được hay không? Mà chí ít chắc cũng giúp họ giảm bớt trách nhiệm chứ. Thực ra Trương Dương cũng từng nghĩ đến việc đi tìm văn phó tổng thống Thế nhưng trước kia Trương Dương đã từng tỏ rõ thái độ với đối phương, cứu Văn Linh không phải vì mưu cầu lợi ích chính trị, thế mà giờ lại mở lời nhờ người ta giúp đỡ sao? Mà nếu có mở miệng xin giúp đỡ đi chăng nữa, một người công tư phân minh như văn phó tổng chắc gì đã chịu giúp đỡ? Cố dài đồng nhẹ giọng, quan trường là vậy, không nên để tình cảm cá nhân chi phối, bằng không ngươi rất khó thăng tiến, lại càng khó tìm được chân lý trong đó. Trương Dương thở dài mặt mày ủ rũ, vẫn biết là đối phó với hứa thường đức thế nhưng lại phải hy sinh hai người quan trọng thực sự trương dương không tài nào tiếp thu được không lẽ muốn bước tiếp trên con đường làm quan này thì phải lạnh lùng vô tình trương dương rơi vào trầm lặng cứ miên man suy nghĩ mãi không thoát ra được cố giai đồng ôn nhu khuyên nhủ mọi chuyện sẽ ổn thôi thực ra thì vấn đề của bọn họ cũng không nghiêm trọng lắm hiện giờ có thể gặp chút vấn đề nhưng tương lai vẫn rộng mở vô cùng trương dương lặng lẽ gật gật đầu như đã hiểu Cố dài đồng lại nói tiếp, dù gì ngươi cũng đã nỗ lực hết sức mình rồi, tuy không thay đổi được điều gì nhưng chỉ cần không thẹn với lương tâm là đủ rồi. Trương Dương U buồn cười nay, đến bây giờ ta mới nhận ra một điều, ta vốn không thích hợp làm quan, quá vô tình, quá tàn nhẫn, quá lạnh lùng. Cố gia đồng dịu dàng cười nói, mới bước chân vào quan trường chưa đầy một năm mà đã đạt được thành tựu lớn như vậy, thử hỏi còn ai thích hợp làm quan hơn người nữa không? ta thấy ngươi cũng chỉ u buồn sầu muộn một thời gian mà thôi, rất nhanh sau sẽ quay lại cái bộ dạng vinh váo dương dương tự đắc trước kia. Ta có như vậy sao? Trương Dương mở to hai mắt hỏi lại. Cố dài đồng cười khanh khách gật đầu lia lịa. Trương Dương hung giữ luồn tay qua eo cố dài đồng, mạnh mẽ khéo thân hình mềm mại kia vào lòng nghiến răng nghiến lợi nói, hiện tại ta thấy không vui, chỉ muốn ăn thịt cho bỏ tức. Trương 103 Cố dài đồng ôn nhu nói, ở đây là phòng làm việc nhé, ngươi là cán bộ quốc gia cũng phải chú ý ảnh hưởng đó. Cái gì mà ảnh hưởng, Đảng vẫn dạy rằng cán bộ quốc gia phải luôn câu thông với quần chúng. Là câu thông, còn ngươi là câu đáp dụ dỗ, cám dỗ. Cố Giai Đồng càng nói thanh âm càng nhỏ, nhưng lọt vào tai Trương Dương nghe lại rất ghẹo người. Trương Dương ôm nàng tiến về phía ghế sofa, cả hai người bắt đầu thở dốc liên tục, Trương Dương đang đê mê gặm nhấm đôi môi anh đào xinh đẹp của Cố Giai Đồng thì đúng lúc này điện thoại của hắn đổ chuông nguyên bản tiêu tử này định mặc kệ thế nhưng cố giai đồng nhắc nhở hắn nghe điện thoại đi trương dương lắc lắc đầu thực sự mà nói thì vào lúc thời điểm như thế này chẳng nam nhâm nào muốn ngừng công việc đang giang dở lại biết đâu có chuyện quan trọng thì sao trương dương lúc này mới chán nản buông cố giai đồng ra cầm cái điện thoại lên nhìn một chút thì là đỗ thiên giã gọi tới trương dương cuống quýt bắt máy đỗ ca gọi ta có việc gì thế đỗ thiên giã cười nói ta đang ở bắc kinh Hiện tại chuẩn bị tới chỗ người đây. Chuẩn bị đi, tối nay đi uống rượu chút. À, ta nhất định chờ người đại giá Quang Lâm. Cố dài đồng chỉnh sửa lại mái tóc bị hắn làm dối, nhẹ giọng nói, đỗ thiên giã muốn tới hả? Trương Dương gật đầu nói, hắn gọi đi uống rượu, cùng nhau đi luôn đi. Cố dài đồng mỉm cười, thôi, ta đi các người nói chuyện sẽ bất tiện, bên công ty còn một chút công việc còn phải xử lý. Được rồi, chuyện quán ăn cũng phải nhanh chóng quyết định đi thôi ta xem ngươi mấy ngày này tâm tư đều đặt ở Giang Thành cả đó, có lẽ quên cả chuyện này rồi thì phải. Trương Dương ấy náy nói, dài đồng tỷ, thật xin lỗi, thực sự là mấy hôm nay tâm tư của hắn đều đặt lên việc của Lý Trường Vũ và Tần Thanh cả, cái chuyện mở quán ăn này xem ra đã vứt đi đâu luôn rồi. Cố dài đồng vươn tay ra che miệng hắn lại, ngăn cản hắn tiếp tục nói. Sau đó nhẹ nhàng hôn lên môi hắn rồi ôn nhu nói, giữa chúng ta vinh viễn không bao giờ cần phải nói ba chữ đó. Trương Dương trong lòng ấm áp, giang tay ôm chặt Cố Giai Đồng vào lòng. Cố Giai Đồng đẩy hắn nói, "Đừng làm loạn nữa, ngươi làm y phục với đầu tóc ta dối hết cả rồi đây này." Trương Dương cũng minh bạch hiện tại không phải là lúc để ân ái triền miên, hắn mỉm cười nhẹ nhàng vuốt má Giai Đồng nhỏ giọng nói, "Buổi tối ta sẽ tới khách sạn tìm ngươi." Khuôn mặt xinh đẹp của Giai Đồng ửng hồng, nàng khẽ gật đầu, thấp giọng nói, "Trước khi đến nhớ gọi điện thoại, mà buổi tối uống ít rượu thôi." Trương Dương tươi cười gật đầu đáp ứng, hắn đối với sự quan tâm của cố giai đồng thì cực kỳ hưởng thụ. Hai người ở chung thời gian càng lâu, tình cảm càng ngày càng thấy ấm áp, cố giai đồng đối với người khác không bao giờ có ôn nhu săn sóc như vậy. Sau khi giai đồng rời đi không lâu, Đỗ Thiên Giã đã tới văn phòng. Trương Dương cũng đã chuẩn bị sẵn rượu và đồ ăn, hiện tại Đỗ Thiên Giã chính là người mà Trương Dương mong gặp nhất. Thân là chủ nhiệm văn phòng kỷ ủy Trung ương, Đỗ Thiên Giã biết không ít tin tức sự kiện ở Giang Thành, thế nhưng Trương Dương cũng biết tính cách của Đỗ Thiên Giã, trong công tác hắn rất luôn bí mật cho nên cũng không có chủ động hỏi tới. Bây giờ nếu Đỗ Thiên Giã đã chủ động tìm tới hắn thì khẳng định là có việc muốn nói cho hắn, thấy Đỗ Thiên Giã tươi cười, trong lòng Trương Dương thầm hy vọng lần này hắn mang tới là tin tức tốt lành. Tuy rằng Trương Dương cố gắng nhịn không đặt câu hỏi, nhưng Đỗ Thiên Giã từ trong ánh mắt thằng nhãi này cũng đoán được hắn đang muốn cái gì, Trương Dương càng chờ mong thì Đỗ Thiên Giã lại càng làm ngơ đi. Hai người ăn uống tới nửa ngày, Đỗ Thiên Giã vẫn không đả động gì đến chuyện ở Giang Thành, khiến cho Trương Dương không kiên nhẫn nổi nữa. Hắn buông chén rượu nói, đừng có lảng mãi như thế nữa đi, lần này rốt cuộc là có chuyện gì. Đỗ Thiên Giã cười nói, chưa có chuyện gì tốt, bất quá cũng không có chuyện xấu. Nhưng đối với ngươi mà nói hẳn là có tin tốt. Tao kháo, ngươi có thể nói rõ ràng ra được không nào? thế nào càng nói ta nghe thấy càng hồ đồ vậy đỗ thiên giã nói an gia bên hồng kông đã cung cấp chứng cứ chứng minh số tiền họ đầu tư về thanh thai sơn là không có bất luận vấn đề gì trương dương vui mừng thực sự sao bọn họ cung cấp chứng cứ chứng minh rồi đỗ thiên giã nói an đức hằng chủ động cấp cho chúng ta an đức hằng trương dương hơi nhíu mày an trí viễn vẫn nằm điều trị trong bệnh viện an đức phong đã chết an gia hiện tại tất cả đều do an đức hằng làm chủ hắn quay về công ty chuyện thứ nhất là cung cấp tài liệu chứng minh cho bên phía chúng ta. Trương Dương đối với An Đức Hằng vốn không có thiện cảm, khinh thường nói, có gì đáng ngạc nhiên, chứng cứ vốn là do ta tìm được. Đỗ Thiên giã bật cười nói, nhưng người nói thì có tác dụng gì, phải là hắn nói mới được. Trương Dương qua tâm cũng không phải là quá trình mà là hắn quan tâm kết quả, hắn thấp giọng hỏi, nói cách khác, đó đủ chứng minh vụ đầu tư khai thác du lịch tại Thanh Thai Sơn không có chút vấn đề gì như vậy thì lý trường vũ và tần thanh hẳn là có thể giải trừ xong quy chứ đỗ thiên giã nói tần thanh thì hẳn là không vấn đề gì an gia đã cấp chứng cứ nói rõ ràng cả rồi nhưng lý trường vũ thì không đơn giản như thế mặc dù trong vụ việc này hắn không có sai phạm gì nhưng trong quá trình điều tra phát hiện tác phong công tác cá nhân hắn có vấn hơn nữa công tác cá nhân trước đó cũng không minh bạch các ngươi dự định xử lý hắn như thế nào Đỗ Thiên Giã nở nụ cười, tổ công tác văn phòng kỷ ủy Trung ương chúng ta lần này nhận nhiệm vụ là điều tra sai phạm trong sự việc đầu tư khác thác du lịch thanh thai sơn thôi, hiện tại việc này đã xong. Còn về phần sai phạm khác, chúng ta chuyển giao cho văn phòng kỷ ủy tỉnh xử lý. Đỗ Thiên Giã trả lời gọn gàng mà rõ ràng, bất quá trong đó cũng ẩn chứa sự giảo hoạt của hắn, trách nhiệm rõ ràng đã không còn liên quan tới hắn rồi. Tâm trạng Trương Dương nhẹ nhàng đi một chút, dù sao Đỗ Thiên Giá cũng đã mang tới cho hắn một tin tức tốt, tuy rằng có hơn muộn, nhưng Trung Quy An Gia đã xuất ra chứng cứ chứng minh, hắn có chút kỳ quái hỏi tài sản của An Gia đã gỡ bỏ phong tỏa chưa. Đỗ Thiên Giá nói, tình huống cụ thể ta không rõ lắm, cái đó có lẽ ngươi phải hỏi lão hình. Trương Dương lắc đầu ngắn ngầm, hắn đối với đám người cục quốc an vẫn cứ là kính nhi chi viễn. Hình Chiêu Huy nhìn bề ngoài cởi mở dễ gần nhưng là người cực kỳ thâm bất khả chắc, đến cái cô ả à Mỹ nữ dạ oanh kia cũng thế, thần bí tới cực điểm. Liệt hệ với bọn họ chỉ có phiền phức không ngừng, mà Trương Dương đối với cái cảm giác mạp hiểm, suốt này sinh tử rình rập này hết sức không có hứng thú. Đỗ Thiên giã mỉm cười, lão hình ói với ta, người mà qua cục quốc an công tác, tiền đồ có thể nói là không thể hạn định được. Trương Dương khinh khỉnh mỉm cười. Đỗ Thiên giã nói, kỳ thực với thân thủ và y thuật của ngươi, bất luận làm cái gì cũng có tiền đồ rất lớn thực sự không hiểu sao ngươi lại chọn cái con đường này. Có phải ngươi thấy ta không thích hợp không? Không phải là không thích hợp mà là rất không thích hợp. Đi trên con đường này, điều đầu tiên là phải khống chế được tình cảm và lý trí bản thân, bất luận là lúc nào lý trí luôn phải đặt lên đầu, mà con người ngươi lại rất dễ bị tình cảm chi phối. Cái này không biết là do ngươi còn trẻ hay là bản tính trời sinh như thế. Trương Dương cười nói, càng khó khăn thì chiến đầu mới càng thêm có vị đạo lẽ nào ngươi làm quan chỉ là chơi mà thôi. Trương Dương lắc đầu nói, địa vụ sẽ làm ta có đủ loại cảm giác, nhưng tự đáy lòng thực sự vẫn có sự thỏa mãn. Nói ra những lời này, hắn nhắm hai mắt tựa hồ cảm nhận cái gì. Đỗ Thiên Giã đối với lựa chọn của Trương Dương tựa hồ cũng có chút lý giải, thằng nhãi này ham muốn đối với quyền lực phải nói là rất lớn, nói ráng ra là hắn thích làm quan thích làm đại quan. Đỗ Thiên Giã cũng không lưu lại văn phòng lâu lắm, hắn còn muốn đi tới chỗ văn linh, ly khai khỏi Bắc Kinh lâu như vậy rồi, thực sự là hắn đang rất nhớ nàng, phải hảo hảo bồi thường cho nàng mới được. Trương Dương cũng nhớ tới hẹn với cố giai đồng, tự nhiên cũng không muốn giữ đỗ thiên giã lại làm vài chén nữa, tiễn đỗ thiên giã đi xong, nhìn đồng hồ đã là 9 rưỡi, đang định gọi điện cho cố giai đồng thì vu tiểu đông gọi hắn, trương chủ nhiệm, điện thoại của ngài. Trương Dương nhíu nhíu mày, thường thường gọi điện cho hắn sẽ gọi vào số di động mới phải, gọi trực tiếp tới số văn phòng thế này hẳn là vì qua hệ công tác rồi, nhưng chuyện tình gần đâu cũng đâu có gì. Lẽ nào sắp có người dưới huyện lên Bắc Kinh, gọi hắn chuẩn bị tiếp đón. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc, Trương Dương đi tới phòng làm việc nghe máy, uy. Đầu dây bên kia truyền tới một tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc, Trương Dương nghe cái đoán ngay ra đó hẳn là dạ oanh. Hắn không khỏi nhíu mày suy nghĩ, vốn tưởng ly khai Hồng Kông thì sẽ không còn tiếp xúc với cục quốc an nữa, nhưng thật không ngờ nhanh như thế người ta lại tìm đến cửa nhà mình. Trong mắt hắn vốn xem Hồng Kông cùng nội địa vốn là hai nơi hoàn toàn riêng biệt, hắn cũng không muốn dây dưa nhiều, dạo oanh. Tìm ta có chuyện gì thế? Ngữ khí của trương đại quan nhân ôn hòa. Đừng có quên ta vẫn đang là hôn thê của người đó, về Bắc Kinh đã lâu như vậy rồi mà ngay cả một cuộc điện thoại cũng không gọi cho ta. Trong giọng điệu dạo oanh có một chút hờn dỗi, người ngoài nghe thấy chắc sẽ tưởng một cô gái đang giận dỗi người yêu thật, bất quá với Trương Dương thì hắn không có lạ gì diễn xuất tuyệt vời của cô nàng này. Trương Dương không nhịn được nói, có việc gì thì nói đi, những chuyện trước đó đừng nhắc tới nữa. Dạo anh khanh khách cười, ta đang đợi người bên ngoài đó, đi ra đi. Trương Dương cúp máy đi ra ngoài. Dạo anh đang đứng dựa lưng vào chiếc xe thể thao màu đỏ đỗ trước cao vơ văn phòng, nàng cười khanh khách nhìn Trương Dương. Mái tóc kim sắc dài quấn cao bằng một cái châm cài, mặt mày như tranh nàng hướng trương dương bĩu môi hần dỗi, nhìn thập phần xinh đẹp lên xe đi trương dương không có vội vàng lên xe ngay và hiếu kỳ đi vòng một vòng xung quanh cái xe thể thao xem xét một chút xe của cục quốc an đích xác là không có xịn như vậy được trương dương quay sang hỏi dạ oanh có việc gì dạ oanh chừng mắt liếc hắn sao thấy ngươi như đang đề phòng ta vậy trương dương tựa vào xe cười nói không dám không đề phòng a đám người các ngươi đều là một đám thành tinh ta ở cùng một chỗ với các ngươi, bất kỳ lúc nào cũng lo lắng lắm đó. Dạo anh vỗ vỗ xe nói, thôi nói nhảm ít thôi, lên xe đi. Có việc quan trọng thì ta mới tìm ngươi. Trương Dương mở cửa xe bước vào, đi chỗ nào? Quán ba uy cách. Trước giờ Trương Dương vốn rất ít khi tới quán ba, căn bản hắn vốn không thích tạo bầu không khí ổn á ở đây. Quán ba uy cách nằm gần khu sứ quán, trừ một số người làm ở đây ra, số người Trung Quốc tới đây rất ít, đa phần đều là người ngoại quốc, cái dáng vẻ thuần Trung Quốc của Trương Dương ở đây xem chừng khá là nổi bật. Dạo anh tìm một góc vắng vẻ ngồi xuống, gọi hai ly whisky. Trương Dương nhấp một ngụm, không khỏi nhíu mày, thực sự vốn Trương Thần Y không có khoái mấy thứ rượu Tây này. Hắn liền gọi một chai bia. Dạo anh nói, lần này ta tìm ngươi là có chuyện tốt đây. Trương Dương cười nói, đối với ta chuyện tốt thì chỉ có thăng quan phát tài, hoặc nếu không thì là có mỹ nữ chủ động yêu thương nhung nhớ, nói nhưng lời này ánh mắt hắn đặt ngay lên bộ ngực cao vút của dạ oanh dạ oanh cười nói thăng quan chúng ta đã đáp ứng người thì nhất định làm được nàng rút ra một phong thư đưa cho trương dương trương dương nhíu mày trong lòng đầy nghi ngờ mở phong thư ra bên trong là hai cái giấy chứng nhận trên đó còn có ảnh chụp một người trương dương nhìn qua cái nhận ngay ra đó chính là mình đây là thẻ công tác của cục quốc an chứng minh hắn chính là nhân viên của cục quốc an cấp bậc phó sử Trương Dương trợn mắt lên, ta kháo, thế này không phải là chơi ta sao, đây gọi là cho ta đề thăng lên phó xử à. Dạ oanh gật gù nói, người hiện tại đã là nhân viên ngoài biên chế của chúng ta. Bất quá ngươi cứ yên tân, tất cả tư liệu về ngươi đều là bí mật, nói cách khác ngươi vẫn được hưởng đãi ngộ cấp phó xử, tiền lương và đã ngộ ngang bằng với những nhân viên trong cục. Mỗi tháng tiền sẽ chuyển vào tài khoản đặc biệt của ngươi, tương lai sau này lúc ngươi về hưu, tiền hưu cũng vẫn được hưởng đầy đủ ta thế nào lại nghe như mình bị chơi khăm nhỉ? Trương Dương vứt cái thẻ chứng minh công tác, phó xử cái chó má gì, ai biết là ta phó xử gì đây? Dù sao đi nữa các người bình thường việc giỏi nhất chính là làm giả giấy chứng nhận các kiểu, ai biết được cái thứ này là giả hay thật đây? Tiểu tử này bây giờ thực sự là đang căm thức hình chiêu huy, con mẹ cả cái cục quốc an, các người chơi ngựa oi khác thế a? À. Cho ta đề thăng phó xử, là ta muốn nói ở trong nước, cần cái con mẹ gì nội bộ cục quốc an các ngươi, còn nói cái gì đãi ngộ nói cách khác ngoại trừ một số người trong cục quốc an thì chẳng ai biết hắn là phó sử cả hình chiêu huy a à, hình chiêu huy đừng để cho ta gặp lại ngươi trong lòng trương dương đang bực tức tới cực kỳ Dạo anh cười nói có đúng là rất hài lòng phải không đột nhiên thăng từ phó khoa lên phó sử thực sự là rất đáng ăn mừng đó có lẽ đêm nay ngươi mời nhé một câu nói đủ độc giống như là sát muối vào vết thương vậy Trương Dương bỗng nhiên nhớ tới lần trước trên máy bay dạ oanh từng nói với hắn, bọn họ bình trước giờ nói nhưng thường không tính toán gì hết, hiện tại xem chừng quả thực là như vậy. Trương Dương cầm cả chai bia lên tu sạch, sau đó chừng mắt nhìn dạ oanh nói, ta thoạt nhìn hình như trông rất dễ khi dễ phải không? Dạ oanh cười lắc đầu, được rồi, chúng ta trước hết giao cho ngươi một nhiệm vụ. Nhiệm vụ cái giám chó, các ngươi muốn thì tự đi mà làm. Ta và các ngươi không dính dáng gì tới nhau. Trương Dương đứng lên, ném cái phòng bì lên trên bàn. Trong đôi mắt dạo anh nổi lên một tầng sóng nước ôn nhu, sao thế? Nổi giận rồi a à, có nghe chuyện an ra không? Trương Dương nội tâm khẽ động, thằng nhãi này lòng hiếu kỳ rất lớn, hắn liền nén giận, hướng dạo anh mà nhìn. Dạo anh nhẹ giọng nói, sự tình kia rơi vào phiền phức như vậy có liên quan tới vương triển, tên này rất có thể là gián điệp của anh quốc. Mục đích của hắn không chỉ là đối phó với An Gia. Trương Dương bắt đầu có hứng thú, nhưng vẫn biểu hiện ra rất thờ ơ quan hệ gì tới ta có biết lúc mở kết bảo hiểm của an trí viễn phát hiện ra điều gì không trương dương chăm chú nghe dạ oanh nhỏ giọng có một trong số năm người con của an trí viễn không phải là con thân sinh ai an đức hằng nội tâm trương dương không khỏi giật mình đối với an đức hằng hắn vốn không có nhiều thiện cảm loại mâu thuẫn này hát sinh ngay từ lần đầu gặp mặt căn bản lúc đó chỉ là vì hắn đối với Tần Thanh rất ân cần nên trương đại quan nhân mới bài xích. Nhưng sau này tiếp xúc nhiều với hắn, thấy hắn luôn tỏ ra đôn hậu, nên cảm giác này cũng nhạt dần. Nhưng hôm nay dạo anh nhắc tới An Đức Hằng không phải con thân sinh cậu An Chí Viễn, Trương Dương mới để ý trong biến cố lần này, An Đức Hằng chính là người bị tổn thật nhẹ nhàng nhất, nói một cách khác, sau chuyện đó hắn là người được lợi nhiều nhất. Dạo anh nhẹ giọng nói, qua một thời gian điều tra, An ra phong tỏa nghiêm ngặt tin tức, chúng ta cũng phát hiện ra chút manh mối ngày hôm nay khi lệnh phong tỏa tài sản của An gia vừa đỡ gỡ bỏ thì An Đức hằng lập tức đưa ra chứng cứ về việc khai thác đầu tư ở Thanh Thai Sơn cho nên nàng ngừng lại một chút đôi mắt nhìn thẳng vào mắt Trương Dương rồi nói tiếp chúng ta hoài nghi An Đức hằng có vấn đề muốn ngươi lưu ý hành vi của hắn tại quốc nội Trương Dương phát hiện cục quốc An quả nhiên rất biết nắm lòng người chuyện này tìm hắn hiển nhiên là rất chính xác hắn vốn đối với sự việc An gia rất có hứng thú kể cả không ai tìm hắn hắn cũng sẽ chủ động để ý tới, nhất là cái tên An Đức Hằng kia là một kẻ hắn không ưa. Nhưng Trương Dương cũng rất am hiểu có kè mặc cả, Cục Quốc An đã tìm tới hắn, bản thân hắn phải làm thế nào để kiếm được món lợi lớn nhất. Lần trước cái vụ phó xử kia đã hồ đồ để họ hí lộng, lần này cũng không thể đơn giản như thế được, hắn làm ra bộ có vẻ khó xử cái gì. Dạo anh từ vẻ mắt của hắn cũng đoán ra được hắn đang có ý gì, nàng nhàn nhạt cười, ta không biết cụ thể, việc này cũng chỉ là thay mặt truyền đạt lại. Người muốn làm thì lưu lại số điện thoại, còn không thì thôi. Bất quá sau này lão hình tìm ngươi thì ta cũng không quan tâm. Trương Dương nghe ra trong lời nàng tràn ngập vẻ uy hiếp, uy hiếp ta. Ngươi cũng uy hiếp ta sao? Dạo anh mỉm cười nói, có biết cản trở công vụ của Cục Quốc An là cái tội gì không? Có biết như thế nào gọi là cấu kết với xã hội đen không? Tùy tiện một cái tội chạm thôi ngươi cũng chịu không nổi rồi, ta sở dĩ nói với ngươi nhưng điều này là vì ngươi là hôn phu của ta, tuy rằng là giả thôi, nhưng dù sao cũng có chút cảm tình, ta không đành lòng nhìn ngươi lầm đường lỡ bước A. Trương Dương thiếu chút nữa thì chửi ra mồm, ta con mẹ nó, ta chỉ biết các ngươi là kẻ trộm thuyền, một đám ngồi lê đôi mách. Dạo anh mỉm cười ngọt ngào, Trương Dương, kỳ thực kể cả chúng ta không nhờ ngươi thì với bản tính của ngươi ngươi cũng sẽ tự theo thôi. Hiện tại chẳng phải là rất tốt sao, hai thân phận, hai tiền lương, có xảy ra chuyện gì thì phía trên cũng có người đỡ cho ngươi, sự tình này làm tốt, chưa biết chừng còn có thể được đề thăng tiếp. Trương Dương cười lạnh nói, thối lắm, chỉ toàn nói phét, ở cái đơn vị của ngươi, chức vị có tác dụng sao? Nói gì thì cũng chẳng thể quang minh chính đại ra ngoài, ai có thể biết. Người ta nhìn vào vẫn chỉ thấy ta là một phó khoa nhỏ nhoi mà thôi. Dạo anh thản nhiên cười nói, Trương Dương, ta cảm thấy ngươi không phải tục nhân như thế, cái gì công danh phú quý, trong mắt ngươi cũng giống như phù vân nói nhảm ít thôi ta nói cho ngươi biết ta chỉ là tục nhân tét ham tiền tham quyền tham mỹ nhân ta chính là như thế đó dạo anh hào hứng nhìn trương dương cười đến ngặt nghẽo nàng nhẹ giọng nói ta phát hiện ngươi càng ngày càng dễ thương đó trương dương đứng dậy nói không vừa ý thì nói nửa câu cũng là thừa ta cũng chỉ là không công cho các ngươi một lần mà thôi lúc này một gã người tây cao to tóc vàng đi tới hắn mê đám nhìn dạo anh, bập bẽ mấy chữ tiếng chung, tiểu thư, có thể mời ngươi một chén được không? Dạo anh mỉm cười liếc nhìn hắn, sau đó nhẹ nhàng nói, điều này ngươi phải hỏi vị hôn phu của ta. Tên này nhìn Trương Dương, miệng lộ ra một nụ cười khinh thường, tiểu thư, hắn là hôn phu của ngươi sao? Trương Dương vừa nghe đã thấy bực, tiểu tử này đêm nay vốn đang sẵn nóng trong người. Con mẹ nó, cái đám đầu tóc như rơm như dạ mà tưởng là vàng, lão tử vốn rất không ưa người Tây, nhất là đám nam nhân tóc vàng. Trương Dương lạnh lùng nhìn tên tóc vàng, cút. Tên người Tây này vốn không nghĩ Trương Dương lại bất lịch sự như thế. Hắn cao tầm gần 1m9, dáng vẻ khôi ngô, tướng mạo cũng có thể coi là anh Tuấn, cho nên đang tức giận nhưng hắn vẫn cố làm cho ra vẻ thân sĩ phong độ, người thật sự là vô cùng bất lịch sự. Người Trung Quốc đều giống như người cả sao. Trương Dương nhíu mày, trước khi ta còn chưa nổi giận, tốt hơn hết là cút cho xa ra một chút. Đừng có ra cái vẻ lịch sự dởm ở đây, để ta nói cho ngươi nghe, nàng là hôn thê của ta, chạy tới xung xóe cái sao 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 gì. Thèm đòn hả, tên người Tây này gật đầu, bắt đầu cởi cái áo vest tông ra. Không đợi hắn cởi xong y phục, Trương Dương đã đứng dậy cho hắn một quyền thẳng giữa mặt. Từ lần ở Hồng Kông về, Trương Đại Quan Nhân càng hiểu cái đạo lý tiên hạ thủ vi cường. Tốc chiến tốc thắng, chiến thuật của trương đại quan nhân bây giờ là gọn gang, nhanh chóng, thiết thực hữu hiệu. Tên này ngã vật xuống đất, ngay cả cái áo cũng chưa kịp cởi ra. Trương Dương vừa xuất một quyền ra xong, lập tức có năm tên Tây khác tiến tới, tên nào tên lấy cao to lực lưỡng, có tên còn cầm cả chai rượu. Trương Dương quay lại nhìn dạo anh một cái. Dạo anh thì vẫn thản nhiên cầm ly whisky lên uống, tựa như chàng cảnh xung đột bên cạnh chẳng hề xảy ra. Trương Dương cười cười, trên đời này lẽ nào lại có sự trùng hợp đến thế, vụ này chín phần mới là do dạo oanh bày ra. Trương Dương mỉm cười, sau đó đột nhiên nhấc cái ghế lên tiến về phía trước với một tốc độ như báo vổ mồi, hắn ra tay nhanh chuẩn độc, tuyệt không nửa phần lưu tình. Năm đại hán Tây này mặc dù cao to lực lương, đáng tiếc là lại gặp phải Trương Dương. Trương đại quan nhân biết địch người đông thế mạnh, cho nên cố gắng trong khoảng thời gian ngắn nhất phải hạ gục được nhiều mục tiêu nhất. Không tới 20 giấy, cả năm tên đều đã gục xuống, Trương Dương cũng mệt thở hồng hộc, giả như phải tiếp thêm một lượt như thế nữa, sợ rằng gục xuống sẽ là hắn. Một trong năm gã bưng máu mũi đang chảy ròng ròng, hắn cả tiếng nói, người ổ đá bạn bè ngoại quốc, ta phải báo án, ta phải cho người chịu trừng trị chị nghiêm khắc. Trương Dương chẳng thèm để ý tới hắn, đi tới ngồi bên cạnh dạo anh. Dạo anh thở dài, người gây chuyện rồi, những kẻ này đa phần toàn là nhân viên các đại sứ quán. Có ý tứ, nhưng thủ pháp còn cũ lắm, người đưa ta đến đây chuẩn bị sắn một cái lọng để ta đưa đầu vào sao. Nhưng đáng tiếc là cũ quá rồi, nhà đầu này cũng nên thường xuyên phải đổi mới đi chứ. Dạo anh khanh khách cười, người cho rằng đám này áp đồng bọn của ta sao? Nếu vậy sao lại còn xuất thủ nặng thế? Trong lòng đang khó chịu, đánh chúng xong ta thấy thoải mái hơn nhiều rồi. Hừm, có thể là ngươi nói đúng, kể cả không có tiền lương nhưng đối với sự việc an gia ta vẫn có hứng thú vừa nói hắn vừa cầm lấy cái phong bì kia lên, cái thẻ công tác này chắc không phải giả chứ. Dạo anh cười nói, chỉ là cho ngươi xem thôi, cái này không có dùng tới, xem xong thì đốt đi, để lại lại phiền phức. Dù sao hồ sơ của ngươi ngươi cũng thấy rồi. Ta thế nào biết được hồ sơ kia của các ngươi là có cái gì? Sao ngươi nghi ngờ nhiều thế nhỉ? Đến cả ta ngươi cũng không tin sao? Trương Dương nhìn vẻ mặt ngây thơ vô tội của dạo anh, mỉm cười thấp giọng đáp, nói thật ra thì, ta không tin nhất chính là ngươi. Dạo anh cười nói, thế nhưng ta lại rất tin tưởng ngươi đó, ta đã cơi nhơi là hảo bằng hữu đáng tin cậy nhất rồi. a à, thì ra là ta có phúc, cơ mà dù là thế ta tình nguyện làm người yêu cơ, không muốn làm cái gì bằng hữu đâu. Bản tính bại hoại của trương đại quan nhân bắt đầu bại lộ. Trước hết vẫn phải là bằng hữu đã chứ, ta không có thói quen đốt chạy giai đoạn trong quan hệ đâu. Chúng ta cứ thong thả ở chung một chỗ, từ từ tình cảm sẽ thành chân thành tha thiết trong mắt dạo anh nổi lên vẻ phong tình vô hạn. Trương Dương nhếch môi cười cười, điện thoại di động đổ chuông, là cố giai đồng gọi tới cho hắn, nàng đợi sốt ruột ở khách sạn mãi tới tận 11 rưỡi, rốt cuộc cũng không kiên nhẫn nổi nữa phải gọi cho hắn. Trương Dương nghe điện thoại, cười nói, thật không có ý tứ, ta cùng đỗ ca uống hơi nhiều, cái này, còn chưa nói dứt lời thì dạo anh bên cạnh đã nũng nịu nói, Trương Dương không phải ngươi nói đêm nay theo ta sao. Cố giai đồng đầu dây bên kia nghe thanh thanh sở, lập tức cúp máy. Dạo anh đắc ý mỉm cười nhìn Trương Dương, thật xin lỗi, nhưng mà ta ghét nhân nam nhân nói dối nữ nhân. Trương Dương thở dài, hồng nhan họa thủy, con mẹ nó. Ta đi a, à, cục diện dối rắm của ngươi ngươi thu thập đi. Hắn đứng dậy rời đi, dạo anh ngồi nói theo, số điện thoại ta để trong túi áo khoác ngươi đó. Trương Dương cũng không quay đầu lại mà chỉ phất phất tay rồi rời đi ngay. Dạo anh này thực sự là một kẻ chuyên gây tai họa, tốt nhất là không nên dính vào cô ả, à, hiện tại phiền phức cũng đủ ngập đầu rồi. Tên thanh niên tóc vàng kia đứng dậy, máu mũi đã ngừng chảy nhưng cũng bê bết cả khuôn mặt, hắn đi tới bên cạnh dạ oanh, không phải nói cấp cho hắn một bài học sao. Dạ oanh lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, người có biết hai chữ mất mặt viết thế nào không? Trương Dương đi tới chỗ cố dai đồng cũng là lúc không giờ đêm rồi. Tiểu tử này ở trong cục quốc an một thời gian cũng học được một điểm là tinh thần cảnh giác cao độ, đứng lại quan sát một lúc, vững tin không có người theo sau rồi mới tiến vào khách sạn. Audio điện tử võ tấn bền Cố Giai Đồng vẫn chưa có đi ngủ mà đang ngồi tại bàn làm việc xem các văn kiệt, Trương Dương mang theo dáng vẻ tươi cười ấy náy đi tới, ôm lấy na ghép từ phía sau. Cố Giai Đồng lạnh lùng nói, có phải là làm chuyện gì thấy thẹn với lương tâm nên mới chạy tới đây không? Không phải, chả là gặp bằng Hiếu ở Hồng Kông, bị túm đi ba uống mấy chén, ta sợ ngươi suy nghĩ nên ngứa oi nói xạo một chút. Cố dài đồng vỗ nhẹ nhẹ lên bàn tay hắn đang đặt ở eo mình nói, đi tắm đi, cả người toàn mùi rượu, khó ngửi quá. Trương Dương gật đầu, xoay người bước đi. Nhưng hắn không có lưu ý đến vẻ mặt cố dài đồng đang tràn ngập vẻ cô đơn cùng thất lạc, lòng của phụ nữ thực sự là khó nắm bắt. Từ lúc cố dài đồng cùng Trương Dương yêu nhau, lý trí nàng đã ý thức được bản thân mình không nên cầu cao xa gì, nàng là một nữ nhân đã có gia đình còn hắn thì còn rất trẻ có dã tâm có hoài bão một người phụ nữ vĩnh viễn không thể giữ hắn bên cạnh được cố giai đồng rất thỏa mãn với tình trạng hiện tại ngay từ đầu nàng cũng không có nghĩ tới cái gì kết quả thế nhưng biết bên cạnh trương dương vẫn có nữ nhân khác nàng vẫn không khỏi có phần đố kỵ nàng ghét cái tình cảnh của mình cuộc hôn nhân của nàng thật bất hạnh nàng phải hy sinh hạnh phúc của mình để có mặt trong một cuộc hôn nhân chính trị mà người đẩy nàng vào cái tình cảnh này lại chính là cha nàng nàng đã từng cố gắng tất cả để thay đổi ý kiến của cha mình nhưng tất cả đều vô dụng phụ thân nàng là một người rất ít khi thay đổi quan điểm của bản thân trong trí nhớ của nàng cha nàng chẳng bao giờ thừa nhận sai lần ngay cả khi sai ông ấy cũng xoay tất cả lại sao cho đúng với ý ông hôn nhân của nữ nhi cũng là như vậy nàng muốn kết thúc cuộc hôn nhân này nhưng ông ấy muốn nàng thích ứng với nó chính bởi vậy mà tạo thành một vách ngăn trong nàng chẳng biết tự lúc nào trương dương đã đi tới phái sau nàng nhẹ nhàng xoa bóp hai vi nàng. Cố Giai Đồng tựa đầu về phái sau dựa lên bụng hắn. Thủ pháp xoa bóp của Trương Đại Thần y rất tuyệt, hai vai mỏi mệt của nàng rất nhanh chóng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cố Giai Đồng nhẹ giọng, "Trương Dương, ta càng ngày càng không muốn ly khai ngươi." Trương Dương cười nói, "Không ly khai, ngươi vĩnh viễn là nữ nhân của ta. Cuộc đời này ta sẽ đối xử với nàng thật tốt." Cố Giai Đồng đặt tay lên bàn tay cậu hắn. Nhẹ giọng nói, đừng nên hứa hẹn như thế ta sẽ tưởng thật đó. Trương Dương ôm chặt nàng, ta đối với ngươi vẫn luôn thành thành thật thật mà. Cố Giai Đồng xoay người lại ôm cổ hắn, nàng nhẹ giọng nói, cho dù ngươi có gạt ta, nhưng hiện tại ta vẫn rất hài lòng. Trương Dương ôm chặt nàng nhấc bổng lên, Cố Giai Đồng nép chặt vào ngực hắn như một con mèo nhỏ. Trương Dương gần giọng, dám không tin tưởng ta sao? Đêm nay nhất định phải giáo dục nàng cho thật tốt. Cố dài đồng điểm điểm lên chóp mũi hắn nói, ta muốn nói với người cái này. Trương Dương khẽ hôn lên miệng nàng một cái, ôm nàng ngồi xuống gường, mỉm cười nói, kỳ thực ta cũng có tin tốt đang muốn kể đây. Cố dài đồng từ biểu hiện của hắn đã có thể nhìn ra, chuyện này tám chín phần là có quan hệ tới chuyện ở Giang Thành, có phải chuyện Lý Trường Vũ và Tần Thanh có tiến triển không? Trương Dương gật đầu nói, An Gia đã xuất ra chứng cứ chứng minh số vốn họ đầu tư về Thanh Thai Sơn không có chút vấn đề gì hình như toàn bộ sản nghiệp An Gia cũng rất hợp pháp, không tồn tại điểm khả nghi nào. Chuyện tốt a, thực sự chuyện này đối với cố giai đồng mà nói, cái nàng quan tâm là Trương Dương có đạt được mục đích hay không. Còn về chuyện An Gia hay chuyện ở Giang Thành cũng chỉ là dâu rìa mà thôi, bất quá chuyện này lại khiến nàng nhớ tới phụ thân mình. Sự việc thanh thai sơn nháo lớn ra như vậy chủ yếu là do cha nàng ở phía sau màn tạo ra. Hiện tại An Gia đã sao át ra chứng cứ, không biết hành động tiếp theo của ông ấy lại là gì. Cố Duẫn Chi đã biết An Gia xuất ra chứng cứ chứng minh đầu tư, xem chừng sự kiện Giang Thành phát triển thuận lợi hơn hắn tưởng rất nhiều. Cô Bí Thư Nguyên bản muốn lợi dụng chuyện này đem tẩy sạch chính đàn Giang Thành vừa mới bình ổn lại thêm một lần nữa. Thế nhưng Phùng Ái Liên tham ô, trưởng phu Lê Quốc Chính đột nhiên sinh bệnh cáo ốm ở nhà. Đương nhiên tất cả mọi người ai cũng rõ hắn lần này cáo ốm tránh bệnh chỉ là cố ý lần trốn sóng gió. Trong khoảng thời gian chưa tới một tháng, Chính đàn Giang Thành đã ngã xuống một vị thị trường, một thường vụ phó thị trường. Sự việc tại Giang Thành là một cơn địa chấn làm chấn động toàn tỉnh Bình Hải, khiến cho tất cả đều cảm thấy sợ hãi bất an, rất sợ cơn lốc này chẳng biết lúc nào sẽ cuốn mình vào. Cơn lốc càng mạnh, thì thời gian duy trì thường sẽ càng ngắn, cố dẫn chi cũng không có ý định tiếp tục kéo dài cơn lốc chính trị này. Từ khi Lê Quốc Chính gặp chuyện không hay, hắn biết ý định của mình cơ bản là đã đạt được. Nâng đỡ tả viên triệu lên không phải là mục đích chính của hắn, căn bản là hắn muốn qua tả viên triệu, cho cả Giang Thành hay thậm chí là Bình Hải biết, một ngày hắn còn tại vị thì một ngày hắn còn là đương gia ở Bình Hải này. Hứa thường đức tuy rằng tuổi trẻ đấy, có tài đấy, thế nhưng lão tử không thích hắn thì hắn cũng đừng hòng mà có thể tiếp quản được cái ghế này. Trên bàn không chỉ có tư liệu chứng minh về số vốn đầu tư của An gia tại Thanh Thai Sơn, còn có báo cáo của hứa thường đức về công tác tại Giang Thành nói là báo cáo, kỳ thực ra chính là thư đầu hàng. Hứa thường Đức biết một loạt hành động Cố Duẫn chi là nhằm vào mình, cho nên hắn ngay từ đâu áp dụng chọn phương án mượn đường cứu quốc. Thế nhưng chỗ dựa của hắn vẫn dày được bằng cố Duẫn chi, hứa thường Đức tới Bắc Kinh vài ngày rốt cuộc cũng minh bạch bản thân vẫn chưa thể đấu lại với cố Duẫn chi. Muốn tiếp tục lăn lộn ở Bình Hải này bắt buộc phải nhượng bộ, vì thế nên mới có cái báo cáo này. Cố Duẫn Chi cầm lấy bản báo cáo, trên khóe môi lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nhạt đầy vẻ khinh thường, cũng chẳng thèm xem nội dung bản báo cáo, từ trước tới giờ, cô bí thư không phải là một người luôn ép người khác tới cùng. Nói gì chứ chó cùng rứt dậu, nếu không cẩn thận còn bị nó cắn lại cho một cái. Cô duẩn Chi đương nhiên sẽ không để cho Hứa Thường Đức có cơ hội cắn hắn, với cả hắn cũng sắp về hưu tới nơi, người như Hứa Thường Đức nếu có thể lưu lại bên người thì lợi lớn hơn hại nhiều lưu lại một người do chính bản thân mình khuất phục được tốt hơn rất nhiều so với thuận tay nhặt một kẻ mới nào đó. rốt cuộc thì cơn phong ba này ở Giang Thành cũng ổn định lại, Tần Thanh được giải trừ xong quy trước, sự thực chứng minh Tần Thanh là một cán bộ tốt, một đảng viên gương mẫu. Ly khai nhà khách Tây Giao, tất cả những thứ Tần Thanh cố gắng tiến hành từ trước tới giờ rốt cuộc cũng sụp đổ. Nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trời đang lất phất mưa phùn, hai hàng lệ từ trong mắt nàng cũng chảy xuống. Mấy ngày này, trước sự điều tra của ban kỷ ủy Tràn Ương, nàng vẫn kiên trì cố gắng, nàng tin tưởng nhất định chính phủ sẽ trả lại cho nàng một cái công đạo. Xuyên qua màn mưa, nàng thấy một thân ảnh quen thuộc đang đứng trong mưa phía đằng kia. Trương Dương mặc một cái áo khoác đen, ánh mắt hắn làm cõi lòng Tần Thanh ấm áp. Tần Thanh bỗng nhiên cảm thấy cay cay sống mũi, nàng chậm rãi đi về phía Trương Dương. Trương Dương thì giao bước nhanh về phía nàng, họn họ người nhanh kẻ chậm tiến về phía đối phương lúc còn cách trương dương hai bước chân thì nàng dừng lại nhưng trương dương thì không hắn tiến tới sát nàng giang đôi tay mạnh mẽ ôm chặt nàng vào lòng hắn cảm giác được rõ ràng thân thể tần thanh hơi có chút run rẩy mấy người công tác ở thị ủy tỉnh trên lầu thấy một màn này không khỏi mắt tròn mắt dẹt một trong số ấy hỏi ai vậy trương dương trương dương hai danh dự bao lâu của quả phụ thanh rốt cuộc lại bị hủy trong tay thằng nhãi này một thanh âm đầy tiếc hận vang lên Tần Thanh úp mặt vào ngực Trương Dương, mưa gió thê lãnh đều được đôi vai của Trương Dương ngăn trở, trong lòng hắn, Tần Thanh cảm thấy ấm áp và tĩnh lặng vô cùng, tuy rằng nàng rất muốn khóc lớn một hồi, thế nhưng nàng không thể, nàng khống chế được lý trí của mình, tuy rằng tình cảm nhất thời dâng lên trong một khoảng thời gian, thế nhưng nàng rất nhanh chóng khống chế được bản thân, vùng thoát ra khỏi lòng Trương Dương. Trương Dương đã quen với điều này, hắn cũng không có miễn cường, đưa cho Tần Thanh cái khăn tay để nàng lau đi nước mắt trên mặt, trên khuôn mặt xinh đẹp gầy gò lộ ra một nụ cười từ rất lâu rồi không hiện hữu mang ta rời khỏi đâu, ta muốn ăn thật no, rồi đi nghỉ. Trương Dương cười nói, ta đưa ngươi tới một nơi này. Trương Dương đưa nàng tới chỗ bá mẫu tô đại nương, kể từ khi Lý Trường Vũ bị song quy, lão thái này suốt ngày rơi vào trạng thái thấp thỏm lo âu, bên cạnh bà lại không có ai ở cùng, vì vậy Trương Dương phải cố gắng chiếu cố cho lão thái, hiện tại bà cũng chỉ có mỗi Lý Trường Vũ là người thân duy nhất, cho nên hắn đưa mẫu thân từ Lập Hoa tới chỗ bà. Từ Lập Hoa và Tô Lão Thái Trải biết Trương Dương nói đưa khách tới, lại không biết hắn đưa tới chính áp chủ tịch huyện Xuân Dương, Tô Lão Thái thì không nói, nhưng mẫu thân từ Lập Hoa thì để ý thấy vị Mỹ nữ chủ tịch huyện này chân tay có chút lúng túng. Tần Thanh tới đây rồi mưa oi biết ý của Trương Dương, hắn là muốn nàng cảm nhận cái không khí ấm áp của gia đình, đồng thời cũng là trấn an Tô Lão Thái về chuyện của Lý Trường Vũ. Nàng dịu dàng chào hai người, chào Tô Đại Nương, chào từ a di Từ lớp hoa và tô lão thái mặc dù là người nội cho quy di quê mùa, chẳng biết cái gì chính trị cả, thế nhưng từ đầu ngõ tới cuối hẻm cũng nghe không ít tin tức, nhất là từ lúc Lý Trường Vũ bị song quy, Tần Thanh cũng bị song quy, khắp nơi ra đủ kiểu lời đồn đại, quan hệ giữa Tần Thanh và Trương Dương cũng một lần nữa bới móc ra. Hiện tại hai người thấy Tần Thanh bình yên vô sự, nói một cách khác là nàng không có việc gì thì có lẽ sự tình đã có chuyển biến. Trương Dương cười nói, mẹ, đại nương ăn cơm thôi vừa ăn vừa nói chuyện được rồi tô lão thái đã lâu chưa gặp trương dương trong lòng cũng rất nhớ tiểu tử này vội vàng mời hai người vào nhập tọa tô lão thái đích thân làm mấy món mà trương dương thích ăn nhất trương dương mở một chai hồng rượu tần thanh biết đây là hắn chúc mừng mình nên cũng uống vài chén tô lão thái rốt cuộc không nhịn được hỏi về chú em mình thấp giọng nói trương dương có tin tức của lý thúc ngươi hay không trương dương liếc nhìn tần thanh Tần Thanh cũng hiểu chuyện này bản thân nàng nói sẽ có giá trị tin tưởng cao hơn, nàng mỉm cười, đại nương, Lý Phó Thị trưởng cùng ta đều như nhau, sau khi hiệp trợ điều tra cùng chính phủ, tình huống đã rõ ràng, cho nên không có việc gì đâu ạ, à. chắc qua chút ít thời gian nữa, Lý Phó Thị trưởng sẽ trở về thôi. Tô Lão Thái tiêu rằng không hiểu cái gì lý luận chống giống, thế nhưng thấy Tần Thanh bình an trở về, nàng đã nói như vậy thì hẳn chú em mình cũng không sao. Tô Lão Thái dưng dưng gật đầu nói, vậy là tốt vậy là tốt rồi, bà vội vàng lau nước mắt đi, mỉm cười nói, thật là, ta đúng là cái lão hổ đỏ, nhà có khách nhân mà cư nhiên lại khóc. Các ngươi đừng có để ý nhé. Đại nương, ta với Trương Dương là hảo bằng hiếu, lý phó thị trưởng là tiền bối thường xuyên chiếu cố cho ta, xin đại nương đừng coi ta như người ngoài. Tô lão thái đối với Tần Thanh cũng có vài phần hảo cảm, đối với những người con gái mà Trương Dương từng đưa về đây, tối phản cảm nhất là An Ngữ Thần, còn bà thích nhất là cô bé tả hiểu tình thế nhưng đã rất lâu rồi không thấy Trương Dương đưa tả hiểu tình tới, thậm chí bình thường hắn cũng không nhắc tới nữ hải này, xem ra 8 phần 10 là hai đứa chúng nó có vấn đề. Lão Thái cũng muốn hỏi nhưng không có cơ hội, lẽ nào Trương Dương vì vị Mỹ nữ chủ tích huyện này mà đổi đối tượng? Từ lập hoa thì rất ít hỏi đến chuyện của thằng con, tuy rằng trong lòng một mực lo lắng, thế nhưng bà rất tin tưởng vào nhi tử của mình, bà cho rằng nó đã lớn, có đủ khả năng ứng phó với mọi chuyện, cho nên có cũng có thể xử lý tốt nhưng chuyện về tình cảm. Cũng có thể là bởi vì trước giờ, từ khi Trương Dương lớn tới giờ, bà cho rằng bản thân đã ít quan tâm tới nó khiến cho nó rất thiệt thòi, cho nên bây giờ cũng không can thiệp vào chuyện của nó. Tần Thanh cùng Tô lão thái hàn huyện một hồi, qua sự an ủi của nàng, Tô lão thái cũng an lòng đi rất nhiều. Nàng để ý thời gian một chút, thấy không còn sớm nữa cho nên đưa ra lời cáo từ từ lập hoa đưa cho trương dương một cái ô trương dương vui vẻ tươi cười nhận lấy tô lão thái thì nói bên ngoài vẫn đang mưa không bằng đợi mưa tạnh lại đã trương dương cười nói mưa phùn thế này chắc không tạnh đâu lẽ nào đại nương muốn tần thanh ở lại đây luôn khuôn mặt xinh đẹp của tần thanh không khỏi nôm lên cái tên tiểu tử này đúng là không thể nào khỏi được cái tật nói năng linh tinh từ lập hoa nói tam nhi tối về ăn cơm trương dương lắc đầu dạ không con còn có việc, phỏng trừng tới tối cũng chưa xong. Trương Dương và Tần Thanh đi ra đến cửa hành lang, thấy ngoài trời mưa càng ngày càng nặng hạt, Trương Dương lấy cái ORX cho cả hai người, mỉm cười nói, không đợi ngươi đồng ý đã đưa ngươi tới đây, không giận ta chứ. Tần Thanh lắc đầu, nhẹ nhàng nói, tô đại nương niên kỷ đã lớn như vậy, cả ngày cứ lo lắng vì lý phó thị trưởng như thế thật không tốt. Ngươi làm như thế về tình về lý đều rất phải, ta thế nào lại trách ngươi? Trương Dương thấp giọng nói, ta lại càng là coi trọng ngươi. Nghe thế khuôn mặt Tần Thanh không khỏi phủ lên một tầng ngượng ngùng, đôi mắt vẫn nhìn ra phía mưa bước đi. Trương Dương theo sát, cầm ô che cho nàng. Từ lúc giải trừ xong quy, Tần Thanh vẫn do dự có nên về nhà hay không, nàng cảm thấy ngại khi đối diện với người nhà, cảm thấy sợ hãi ánh mắt của mọi người, cảm thấy sợ mọi người lo lắng cho mình. Trương Dương cứ lặng yên đi theo Tần Thanh trong mưa hắn rất nhanh phát hiện ra tần thanh cũng không có mục tiêu rõ ràng, cứ lang thang mà bước đi trong mưa mãi. Trương Dương rốt cuộc cũng không nhịn được hỏi, người không dự định về nhà à? Tần thanh dừng cước bộ, đột ngột hỏi hắn, Trương Dương, người nghĩ ta có thích hợp tiếp tục ngồi cái ghế chủ tích huyện nữa hay không? Trương Dương nheo mắt, bộ dạng trông rất trầm tư suy nghĩ, qua hơn nửa ngày mới nói, ngươi chỉ là vận khí kém một chút, sự kiện phát sinh ở Xuân Dương không may mà rơi trúng đầu ngươi thôi, bất quá có câu khổ tận cam lai. Sau khó khăn thì con đường sẽ bằng phẳng hơn, tình cảnh hiện giờ đã khác rồi, con đường làm quan của ngươi sau này hẳn sẽ thuận lợi. Tần Thanh nhẹ nhàng mỉm cười, nghe lời tiểu tử này nói nàng chậm rãi lắc đầu, ta thiếu tố chất năng lực lãnh đạo, tu dưỡng chính trị vẫn còn kém lắm. Tu dưỡng chính trị cũng là vô dụng, tu dưỡng chính trị không quyết định chức vụ. Ta chỉ là một cái phó khoa. Người thì hẳn là tu dưỡng chính trị hơn hẳn ta. Trên chính đàn, trước vị đồng nghĩa với lẽ phải, như người ta kêu gào nào là rộng rãi phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết, nhưng vào những kẻ thấp cổ bé họng như ta thì thành vô pháp vô thiên. Tần Thanh vốn định nói hắn không cần an ủi mình, nhưng nghe hắn nói cũng thấy thú vị, tỉ mỉ nhìn ngẫm lại cũng thấy có vài phần đạo lý, không khỏi nở một nụ cười, bộ dạng tươi cười của nàng giống như ánh dương quang sau trời mưa mù, dạng ngời và mỹ lệ đến không tưởng. Trương Dương thấy vậy không khỏi ngây người. Trương Dương không kiêng nể gì cứ ngây ngốc mà nhìn khiến cho Tần Thanh không khỏi ngượng ngùng, nàng ho khan một tiếng để nhắc nhở tiểu tử này đang thất thố. Trương Địa Quan Nhân trước giờ vẫn là một kẻ không biết thu liếm là gì, cứ si ngốc đứng nhìn, phải nói là càng nhìn càng say đám, hắn nói với Tần Thanh, người thật là đẹp. Tần Thanh đỏ mặt nói, người có thể đừng nói cái chủ đề nhàm chán này được không? Buồn chán sao, ta lại không cảm thấy vậy, ta cảm thấy nói về ngươi là chuyện rất hạnh phúc, ta rất hưởng thụ. Trương Dương vô liêm sỉ nói. Tần Thanh đối với hắn thật sự là có chút hết cách, trên thực tế mà nói chính bản thân Tần Thanh cũng không rõ quan hệ của nàng với Trương Dương. Nói là bằng hữu thì thời gian qua ở cạnh nhau không khỏi cảm thấy có chút ám muội. Còn nói là tình nhân thì không phải, mặc dù bản thân mình cũng rất có cảm tình với hắn, nghĩ tới đây, trong lòng Tần Thanh không khỏi loạn lên. Quen Tần Thanh lâu ngày, Trương Dương ngày càng hiểu nàng, trong nội tâm tần thanh nhưng thứ mà nàng không buông bỏ được nhiều lắm nàng chỉ niêm phong rồi cất nó vào một góc trong lòng muốn thu được tình cảm của nàng thì phải thật kiên trì mà trương đại quan nhân đối với nữ nhân trước giờ vẫn luôn rất kiên trì dục tốc bất đạt từ lúc còn ở tùy triều trương đại thần y đã rất hiểu cái đạo lý này trương dương thấp giọng nói về nhà đi đừng để cho người nha phải lo lắng tần thanh trầm chậm, chậm gật đầu từ đây tới nhà tần thanh không có xa hai người cứ chậm rãi mà đi dưới mưa. Mưa mù bảo phủ trời đất khiến cho cảnh vật trở lên mông lung, trên đường người đi lại càng ngày càng thưa thớt. Tiết thu càng lúc càng đậm, những cơn gió thu trong trẻo nhưng mang theo hàn ý lạnh lùng. Mà nội tâm tần thanh lúc này lại rất ấm áp, nàng cảm nhận được rõ cảm giác ấm áp này đến từ sự che chở của Trương Dương. Trải quan lần phong ba này, nàng rất ngạc nhiên khi thấy Trương Dương thành thục rất nhiều, biểu hiện của hắn là rất hiểu và nắm rõ được tình hình, không có biểu hiện xung động ra như trong quá khứ. Tần Thanh nhỏ giọng, người tới Giang Thành lúc nào? Trương Dương mỉm cười nói, sáng nay, dù sao văn phòng cũng không có việc gì, nên ta xin nghi, hơn nữa tiền đi lại đều là ta tự xuất tiền túi mình ra. Có phải Tần Chủ tịch cân nhắc thanh toán cho ta hay không? Tần Thanh lộ ra một tia mỉm cười. Gần về đến nhà, một chiếc xe cảnh sát chạy ngang qua hai người họ, sau đó dừng lại ở ngay phía trước. Tần Bạch bước xuống xe vừa mừng vừa sợ kêu lên Tỷ. Mà khi hắn nhìn thấy người đi cạnh Tần Thanh thì vẻ tươi cười trên mặt nhất thời thu lại, lạnh lùng nhìn Trương Dương, trong ánh mắt không có một chút thân mật nào. Hắn đối với Trương Dương không ưa từ lâu, ngay lần đầu tiên gặp đã lãnh giáo sự vô sỉ của thằng nhãi này. Sau lại nghe không ít tin đồn về quan hệ của tỷ và hắn, trong mắt Tần Bạch, tiểu tử kia hoàn toàn không có khả năng xứng đôi với tỷ tỷ hắm cho nên sự phản cảm đối với Trương Dương vẫn duy trì cho tới tận bây giờ. Tần Thanh tự nhiên nhìn ra địch ý của đệ đệ đối với Trương Dương, có chút ấy náy nói với Trương Dương, Trương Dương, người về trước đi. Trương Dương gật đầu, đang muốn cáo từ thì nghe thấy một thanh âm ôn hòa từ phía sau Tiểu Thanh về rồi đó a. À. Tần Thanh cùng Tần Bạch kêu lên, cha. Trương Dương xoay người lại, thấy một nam tử trung niên mặc bộ đồ tôn trung sơn màu xám, tay cầm một cái ô, hắn vóc người cao gầy, ước chừng khoảng tầm 1m8, nhưng lưng có chút hơi gù gù. Tóc hoa dâm, Tướng mạo gầy guộc, mang một đôi kính đen cũ kỹ, trên mặt mang theo một nụ cười ấm áp mà hòa ái, hắn chính là phụ thân của Tần Thanh Tần truyện lương. Tần truyện lương năm nay 53 tuổi, trước kia từng là giảng viên tại học viện mỹ thuật Giang Thành. Thấy khuôn mặt tươi cười của phụ thân, do dự lo lắng của Tần Thanh rốt cuộc cũng tan thành mây khói. Tần truyện lương hòa ái cười với Trương Dương, người nhất định là Tiểu Trương, ta đã nghe nhiều về ngươi rồi, vào nhà ngồi đi. Trương Dương có phần thụ sủng nhược kinh, hắn nhìn Tần Thanh với ánh mắt tràn ngập ý dò hỏi, Tần Thanh mỉm cười, đây là ngầm đồng ý. Trương Dương mỉm cười, đưa cái ô cho Tần Thanh, tiến đến tiếp lấy cái ba lô của Tần Truyện Lương đang cầm, xin phép Tần thúc thúc. Cứ để cháu, thằng nhãi này rất cơ hội, không bỏ qua một cơ hội nào làm vui lòng người khác. Tần Bạch tức đến nổ con mắt cũng đành chịu. Trương Dương cầm lấy cái ba lô mới phát hiện, nó nặng dị thường, thì ra trong đó toàn là đá tảng. Tần Thanh cũng chạy đến che ô cho phụ thân, nhưng hắn cười nói, không cần, không cần. Dù sao ta cũng ướt cả rồi. Cha, người sao cứ không biết quý trọng sức khỏe của mình thế. Ta đâu có yếu như vậy chứ, rèn luyện sức khỏe mấy na, thân thể giờ cũng rất khá đó. Hai cha con vừa trò chuyện vừa đi vào cái tiểu viện số 10 năm trong ngõ. Tần Bạch đã mở sẵn cổng, tuy rằng sân không lớn, thế nhưng trong sân có rất nhiều chậu cảnh. Tần Chuyện Lương bảo Trương Dương đặt cái ba lô ở góc tường, chỗ đó có rất nhiều đá tảng chưa mài. Trương Dương nói, Tần Thúc Thúc thích đá tảng A. Tần Chuyện Lương cười đáp, ta khỏi bệnh hơn một năm rồi, cũng nhàn nhã chả có việc gì làm, thường ngày chỉ quanh quẩn mấy chậu cảnh, đá tảng. Vào nhà uống trà đi, ta đi thay y phục một cái. Lão vỗ vỗ vai đầy thân mật với Trương Dương. Trương Dương lúc này mới lưu ý cánh tay phải lão Thủy Trung vẫn giấu phía trong ống áo, hắn là tay phải có chút khuyết tật, Tần chuyện lương so với Trương Dương còn cao hơn một chút, xem ra Tần Thanh là được hưởng gen từ cha. Đi vào phòng khách, đập vào mắt Trương Dương trước tiên mà một bức thư pháp. Phấn thân toái cốt hồn bất phạ, yếu lưu thanh bạch tại nhân gian, thịt nát xương tan hồn không sợ, chỉ cần lưu lại trong sạch tại nhân gian. Trương Dương bỗng nhiên nhớ tới trước khu từ Giang Thành về Xuân Dương nhậm chức, Tần Thanh có nói với hắn rằng đó là điều mà cha nàng thường gian dạy. Từ lúc tới xã hội hiện đại này, trương dương cũng biết rất nhiều chuyện sau đời tùy những lời vừa rồi chính là kiểu một vị quan thanh liêm có tên vô khiêm tần truyện lương hiển nhiên là đem những lời này làm chuẩn mực trong thái độ làm việc Hai nhi tử của lão có thể thấy rõ ràng là thuấn nhuần tư tưởng và sự giáo dục đó từ cha mình thực sự khiến cho trương dương thưởng thức là nét chữ trong bức thư pháp này lộ ra vẻ vững chãi và rất có lực lượng tần truyện lương này phong cách thư pháp bất đồng so với trần sùng sơn nét chữ cẩn thận tỉ mỉ trần ngập lý tính tuy rằng trông có sụp sôi tình cảm như của Trần Sùng Sơn nhưng tràn ngập sự khống chế siêu phàm. Có thể nói đây là hai phong cách hoàn toàn đối lập. Trương Dương không khỏi thán phục, hảo tự. Tần Chuyện Lương mỉm cười nói, đây là ta viết từ 20 năm trước, hiện tại ta cũng không viết được nữa rồi. 20 năm trước, tay phải của lão còn chưa bị làm sao, còn hiện tại nếu miễn cưỡng thì cũng chỉ có thể cố gắng viết bằng tay trái mà thôi. Phòng khách không có ghế sofa, chỉ có một cái bàn được diêu khắc từ gốc cây và vài cái ghế gỗ, những thứ này đều là Tần Truyện Lương làm ra. Trương Dương đối với những đồ thủ công này khen không dứt miệng. Hắn phát hiện ra Tần Truyện Lương cùng Trần Sùng Sơn đều rất giống nhau, bọn họ đều gặp những điều không may trong cuộc sống, đều chọn lựa lui về ở ẩn, đều gửi gắm niềm vui trong cảm hứng nghệ thuật giống nhau. Chương 104: tranh lệch lực lượng. Đêm đó Trương Dương cũng không tới thăm Tô lão như dự tính cũng bởi vì như Văn Cường cùng Đỗ Vũ Phong với Khương Lương gọi đi uống rượu chẳng là nhà hàng Kim Khải Việt của Ngưu Văn Cường chỉ là một chi nhánh của Tổng tập đoàn Giải trí và ẩm thực Hưng Thịnh. Lần này Ngưu Văn Cường đi báo cáo tình hình kinh doanh của Kim Khải Việt cho Tổng công ty, mà Tổng công ty cũng tổ chức tiệc mừng nên Đỗ Vũ Phong với Khương Lượng chỉ là cuối tuần rảnh rỗi nên đi theo góp vui tiện thể Ngưu Văn Cường gọi Trương Dương tới uống rượu luôn. Trương Dương cũng không muốn tới nên lựa lời khéo từ chối, một mặt do không thích chỗ đông người như vậy, mà quan trọng hơn là để lấy lòng nhạc phụ tương lai nên trương dương mới ngoan ngoãn ở lại nhà tần thanh ăn cơm vừa mới chào tạm biệt tần thanh xong thì nhóm như văn cường lại gọi tới nói rằng mấy anh em vẫn đang ở nhà hàng hoàng gia chờ trương dương tới làm tăng hai lúc này không bận công chuyện gì nữa nên trương dương cũng vui vẻ nhận lời ngắt điện thoại xong liền đánh tiếng kêu bác tài cho xe chạy thẳng tới hàng hàng hoàng gia tiệc tối của tổng công ty cũng mới kết thúc Nhóm Ngưu Văn Cường không về ngay mà ngồi ở đại sảnh nhà hàng cho tỉnh rượu, một bên xem bể cá tiện thể chờ Trương Dương tới. Vừa thấy Trương Dương bước vào đại sảnh là Đỗ Vũ Phong liền tươi cười đi tới cho ngay một quyền vào vai Trương Dương, giả bộ giận giữ nhăn mặt nói: "Ta kháo. Vừa thăng quan tiến chức, vừa phát tài cái là quên ngay anh em rồi phải không?" Trương Dương biết mình đối lý nhưng vẫn tìm cách đối lại, thối lắm, chẳng phải ta vừa xuống máy bay là gọi điện ngay cho đám người các ngươi hay sao? Hơn nữa lúc nãy là ta vướng chút công chuyện nên không tới được, giờ xong chuyện rồi chẳng phải ta liền vội vã tới đây hay sao? Người cũng đừng nên nói xấu người có tấm lòng trung hậu như ta nữa được không? Có lẽ tối nay Nhiêu Văn Cường cũng uống khá nhiều nên giờ mặt vẫn còn đỏ ửng. vừa nghe Trương Dương nói vậy liền đứng phát dậy cả tiếng nói lớn phúc hậu cái con mẹ người ấy. Mẹ nó chứ, người mà là người phúc hậu thì trên đời này chẳng còn lũ tiểu nhân nữa. Lần trước ngươi làm loạn trong quán của ta còn có thể bỏ qua, chứ lần này thì khôn hồn mà nhận tội đi. Thực ra Ngưu Văn Cường vẫn để bụng chuyện lần đó Trương Dương lợi dụng hắn chèn ép gã bí thư huyện ủy Xuân Dương Dương Thủ Nghĩa. Khương Lượng thì chỉ cười cười lắc đầu không nói gì. Lúc này Trương Dương mới thành tâm nhận lỗi, ha ha cười lớn nói, được. Được, ta nhận phạt, anh em phạt gì ta cũng nhận hết, đã được chưa? Đỗ Phú Phong cười nói tốt, là ngươi nói đó nhé. Vậy thì tối nay chúng ta chơi thâu đêm suốt sáng luôn, toàn bộ chi phí đều do ngươi bao cả. Trương Dương cố ý thấp giọng khuyên nhủ, này, chắc ngươi vẫn chưa quên chúng ta đều là cán bộ nhà nước phải không? Thế nguyên tắc của cán bộ nhà nước là gì? Đó là cần kiệm liêm chính, thực hành tiết kiệm chống lãng phí đó. Như Văn Cường nhếch mép cười nhạt, ngươi đừng tưởng nói như vậy là thoát được nhé. Từ trước tới giờ ngươi toàn ăn chạc của ta, lần này ta phải đòi lại bằng hết, tối nay ngươi không để lại tí huyết thì đừng hòng rời đi được. Trương Dương làm bộ dạng ảo não buồn bực thở dài nói, thôi thì tối nay ta viết giấy bán thân, xả thân bồi tiếp anh em vậy. Ngoài Trương Dương ra thì ba gã kia tối nay đã uống khá nhiều, bởi vậy mọi người mới đề nghị sang quán sông hơi tắm mát thủy cung ngay bên cạnh tắm hơi giải rượu. Trương Dương cười tủm tỉm đi tới chỗ một nữ nhân viên xinh đẹp cười nói, chỗ này có hóa đơn không? Nữ nhân viên kia cười ngọt ngào trả lời lại, có. Chỗ chúng tôi còn có cả văn phòng phẩm nữa, có rất nhiều loại đồ ăn cùng nước giải khát tiên sinh có thể tùy chọn khương lương mặt mũi đỏ ửng hiển nhiên đã có tí phê tay chỉ thẳng mặt trương dương quát lớn mẹ nó chứ đám cán bộ các người đều là lũ không ra gì chẳng biết nữ nhân viên kia nghe ra điều gì mà lại xấu hổ mặt đỏ bừng lên trương dương bực mình quay lại đẩy hắn xuống ghế sofa giận dữ mắng lại ta kháo người bỏ ngay cái ý nghĩ xấu xa trong đầu đó đi người có biết ta vừa rồi hỏi gì không ta chỉ hỏi người ta giá cả thuê phòng như thế nào, người lại làm ẩm lên cái gì vậy? Thực ra Trương Dương cũng nghĩ tới việc lấy hóa đơn lại cho hình triệu huy chút ngạc nhiên nho nhỏ. Từ lần bên Hồng Kông tới giờ, Trương Dương vẫn ấm ức vì bị bắt làm lao công miễn phí, mãi tới giờ mới có cơ hội trả thù lại. Người tới đây tắm hơi cũng khá đông, bốn người bọn Trương Dương tìm một phòng rồi chui vào. Dương như Khương Lượng lại nhớ tới chuyện gì không vui, đột nhiên cả tiếng mắng lớn, mẹ kiếp. Ta thấy đám người làm ăn với lão Ngưu đúng là một bọn xảo quyệt, chỉ chăm chăm đến việc tiền nong, không thèm để mắt tới bọn ta. Phải chăng chúng cậy là người thành phố nên khinh thường mấy người nhà quê chúng ta? Tâm trạng Ngưu Văn Cường đã không tốt sẵn, thấy Khương Lượng nói vậy cũng chẳng thèm đôi co nữa chỉ thở dài ngán ngẩm nói: "Uống cái gì mà uống? Bọn chúng đòi tăng phí quản lý thêm hai phần nữa kia." Lại được Đỗ Vũ Phong ở bên thêm lời vào, "Ta thấy bọn họ căn bản cũng chẳng thèm để ngươi vào trong mắt." bằng không cơm cũng chẳng ăn, rượu cũng chẳng uống, xong việc cái là phủi đít đi sạch. Bình thường trông đỗ vũ phong thô lỗ như vậy thôi chứ thực ra hắn là người khá tinh tế tỉ mỉ. Hắn cũng thật không ngờ, lão bằng hiếu vũ phong ở Xuân Dương cũng là một doanh nhân giàu có có tiếng, vậy mà lên giang thành cái lại bị người ta khinh thường đến vậy. Trương Dương nghe ra chuyện làm ăn tối nay của họ không được thuận cho lắm, ngồi xích lại gần như Văn Cường, nhỏ giọng hỏi, sao vậy? Có chuyện gì à? không nhắc đến thì thôi nhắc tới lại càng bực mình hơn. Như Văn Cường lớn tiếng mắng mẹ nó trước từ trước tới giờ phí quản lý của ta đã nhiều hơn của người khác vậy mà bọn chúng còn đòi tăng thêm hai phần nữa chứ chúng tưởng dễ bắt nạt ta lắm sao? Mẹ kiếp ông đây sao 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 thèm nữa cùng lắm thì đổi tên là xong chứ gì? Lúc đó xem đứa nào chịu thiệt hơn. Trương Dương cười nói thế sao lúc đầu không tự đặt tên riêng cho mình mà dùng cái tên Kim Khải Việt kia? khổ cực vất vả kiếm tiền lại cho bọn chúng ngồi không hưởng hoa hồng. Như Văn Cường lắc lắc đầu nói, người không hiểu được đâu, ban đầu là do ta thấy danh tiếng của họ khá lớn, hơn nữa bọn ta lại không có kinh nghiệm quản lý nhà hàng. Họ có nhiều nhà hàng lại làm ăn lâu năm nên phương pháp kinh doanh của họ khá tốt, bất đắc dĩ ta mới phải nhờ cậy họ mà thôi. Trương Dương nhíu nhíu mày nói, không bằng để ta nghĩ cách giúp ngươi một chút. Thực ra lâu nay Nhiêu Văn Cường cũng có ý này, từ khi nghe tin Lý Trường Vũ bị bắt giam lỏng, hắn cũng chỉ còn biết trông cậy vào mỗi mình Trương Dương mà thôi, nhưng hiện giờ tâm trạng không tốt, hắn cũng chẳng muốn nghĩ tới chuyện làm ăn nữa, khoát tay cười nói, "Bỏ đi, tối nay chúng ta không nói chuyện công nữa, thoải mái nghỉ xả hơi một bữa đi." Trương Dương cũng không nói thêm gì chỉ cười cười như đã hiểu ý. Tắm xong, bốn người mỗi người quấn một cái áo choàng tắm rồi ra ngoài ngồi uống trà. Trương Dương vừa rót chén trà xong, đang định đưa lên miệng uống thì bị khương lượng ngăn lại khương lượng quay sang nói với nữ nhân viên phục vụ cho vài chai nước khoáng đi trương dương ngạc nhiên hỏi lại cũng có gì khác nhau đâu khương lương thần bí cười nhạt nói giống cái gì mà giống ngươi thử nghĩ mà xem mấy chén trà này người ta phục vụ đã không biết bao người cũng chẳng biết là đã rửa qua đi hay chưa nữa thế ngươi vẫn muốn uống sao trương dương nghe mà nổi ra gà cuống quýt bỏ chén trà xuống không dám uống nữa, lắc đầu cười nói, đúng là lão Khương có khác, cái gì cũng biết, đến cả chuyện này cũng rảnh rẽ. Khương lượng ha hả cười lớn, ta có biết gì đâu, căn bản ngươi mà chạm mồm vào đó thì ta cũng chẳng có gan mà uống được. Trương Dương không nhịn được cũng tùm tìm cười theo, nhưng để ý thấy Đỗ Vũ Phong cùng như Văn Cường không cười mà vẫn mặt mày ủ rũ không nói gì. Chắc có lẽ một gã thì buồn bực chuyện làm ăn, còn một gã thì lo lắng vấn đề công tác chính trị chỉ có mình Khương Lượng là không lo lắng mà cũng chẳng buồn bực chuyện gì cả, dù sao hắn cũng chỉ là một đội trưởng đội cảnh sát, dù có trời sập xuống cũng chưa đến lượt hắn phải gánh chịu. Nhưng hắn cũng khá chú ý tới cơn bão chính trị ở Giang Thành lần này, quay sang thấp giọng hỏi Trương Dương, nghe nói tần chủ tịch huyện đã không việc gì nữa, có phải lần này ngươi về cũng vì chuyện này không? Trương Dương cũng thấy không cần thiết phải giấu giếm chuyện này nên chậm rãi kể lại chuyện An ra chứng minh khoản đầu tư kia là không có vấn đề gì, bởi vậy Tần Thanh mới được thả về rồi khôi phục toàn bộ danh phận như trước. Lúc biết rõ chân tướng sự việc, Khương Lượng lắc đầu thở dài nói, đúng là làm chính trị có khác, đúng là rắc rối khó hiểu thật. Mà ngươi một mình trốn ở cái văn phòng đại diện trên Bắc Kinh, làm vương làm tướng một vùng coi bộ cũng thích quá nhỉ, tha hồ ăn chơi chẳng phải lo lắng chuyện gì. Trương Dương tủm tỉm cười cười đáp trả lại, ngươi thì cũng có khác gì, chuyên làm mấy việc trái pháp luật, phá hỏng kỳ cương đó thôi khương lượng có chút bất mãn chừng mắt nhìn lại ngươi nói cái gì vậy đừng có đặt điều nói xấu một cảnh sát mẫu mực một đảng viên ưu tú như ta nhé mà ta nói tiểu tử nhà ngươi đừng tưởng quen biết nhiều lão đại đừng nghĩ mới lên trước mà chê bai người khác khương lượng vừa nói vừa phun đám nước trong miệng ra khắp nơi trương dương vừa vội vàng che mặt vừa cười cười nói đề nghị lão khương ngươi đóng cửa xả lại kẻo hạ nguồn ngập lụt tới nơi rồi hai người đang cười đùa chế nhạo nhau thì nghe thấy bên ngoài có tiếng cãi nhau, nhưng mà hình như là tiếng của Ngưu Văn Cường thì phải. Lúc nhận ra rõ ràng là tiếng của Ngưu Văn Cường, Trương Dương cùng Khương Lượng vội vàng sỏ dép vào chạy ra ngoài xem sự tình ra sao. Mấy cái chỗ bát nháo này mà làm loạn thì cũng không hay cho lắm. Lúc hai người Trương Dương chạy tới hiện trường thì sự cũng đã xong rồi. Lúc hỏi ra mới biết, hóa ra Ngưu Văn Cường lại là anh hùng cứu mỹ nhân. Chẳng là lúc nãy Ngưu Văn Cường ra ngoài định mua chút đồ lót dạ, lại trùng hợp thấy một thằng nhãi con đang lớn tiếng quát tháo hai nữ nhân viên. Bình thường thì có lẽ hắn đã lựa lời nói khéo làm hòa cho xong, bởi nhẽ ở quán của hắn thì mấy cái chuyện này xảy ra như cơm bữa thôi mà. Chỉ có điều ngày hôm nay tâm tình hắn lại không tốt, vừa thấy cảnh này liền nóng mắt đi tới túm áo thằng nhãi kia lôi sang một bên, định giáo huấn cho hắn một bài học. Thế nhưng thằng nhãi con kia đang tức giận lại bị người khác túm áo lôi đi lại càng tức giận hơn. Hắn giận dữ quay mặt lại không nói một lời tung quyền thẳng mặt như Văn Cường luôn, cũng may như Văn Cường né được. Lúc Trương Dương cùng Khương Lượng chạy tới nơi thì thấy như Văn Cường đang đạp lên người thằng nhãi nằm dưới đất, trong miệng không ngừng mắng chửi, "Mẹ nó chứ, thằng nhãi con này, mày tưởng mày là ai mà dám đánh ông? Cho mày chết này, chết này." Trương Dương nhíu mày nhìn lại tiểu tử nằm dưới đất, thực sự chẳng biết nói lời gì hơn. Tiểu tử kia trông thì cũng chỉ khoảng 20 đến 21 tuổi chứ mấy người thì gầy gò ốm yếu lại còn đeo kính nữa đúng là một gã thư sinh điển hình hơn nữa trong người lại có chút men ra tay chẳng biết nặng nhẹ đánh cho thằng nhãi kia máu me be bét khắp mặt trương dương vội vàng kéo nghiêu văn cường sang một bên dù sao thằng nhãi kia cũng chỉ là trẻ con chứ cứ để như vậy rằng gây án mạng luôn mất nghiêu văn cường vẫn vùng vằng dẫy ra định cho thằng nhãi con hỗn láo kia vài cước nữa mới nguôi giận miệng thì không ngừng mắng lớn cẩn thận đó thằng nhãi con kia lần sau để ông thấy mày còn bắt nạt con gái thì đừng trách ông phế mày. Tiểu tử kia lúc này mới chật vật đứng lên được, một tay che mũi đang không ngừng chảy máu, đôi mắt tràn ngập oán độc nhìn chằm chằm Ngưu Văn Cường, nghiến răng nghiến lợi gần từng chữ một, người có giỏi thì đứng yên đó. Ngưu Văn Cường nhếch mép cười nhạt, ông phải sợ mày sao? Thằng nhãi coi, được lắm, chờ ta gọi cha ta tới, xem người còn lớn giọng được nữa không? Đúng lúc này thì chủ nhà tắm chạy tới, vừa thấy tiểu tử đang ôm mũi đứng kia, sắc mặt hắn tối sầm lại, vội vàng đi tới nhỏ giọng hỏi, cậu chủ Phương, đã xảy chuyện gì vậy? Thằng nhãi vừa bị ăn đòn kia tên là Phương Hải Đào, là con trai của Phương Văn Nam chủ tịch tập đoàn giải trí và ẩm thực hưng thịnh, mà thằng nhãi này cũng thuộc dạng phá gia chi tử điển hình. Chẳng là thằng nhãi này nhìn chúng một nữ nhân viên khá xinh đẹp làm ở nhà tắm hơi này, hai ba ngày nay hắn đều ở lì đây tán tỉnh nàng ta chú hắn và cũng là ông chủ lớn của nhà tắm hơi này hay nhiều nhà hàng khách sạn khác tên là phương văn đông thực ra phương văn đông cũng biết chuyện này nhưng hắn cũng không dám nói chuyện này cho anh trai biết sợ rằng lại bị anh trai mắng cho một trận bởi vậy mới mắt nhắm mắt mở cho thằng cháu lộng hành nhưng thực không ngờ tối nay lại vì chuyện này mà cháu hắn bị người ta đánh cho một trận lại nói tới như văn cường lúc nhận ra thằng nhãi kia là con trai của phương văn nam tâm tình hắn không khỏi trầm xuống Phương Văn Nam là ai chứ? Đệ nhất phú thương ở Giang Thành, thanh thế thì không phải bàn cãi rồi, đã thế hắn lại còn là hội doanh nghiệp toàn thành phố, trên đầu lại còn cái danh phận đã bi ru đại hội nhân dân toàn quốc nữa chứ. Người như vậy há có thể trêu vào sao? Mà chính cái nhà hàng Kim Khải Việt của Ngưu Văn Cường lại là chi nhánh của tổng công ty hắn nữa chứ? Sợ rằng chuyện này gặp phiền phức không nhỏ rồi. Phương Hải đào một tay bưng mũi một tay chỉ thẳng mặt Đỗ Vũ Phong cùng Khương Lượng mắng lớn, là hai người bọn chúng đánh ta, Chú nhanh báo cảnh sát gô cổ hai gã đó lại cho ta." Nưu Văn Cường nghe mà mặt biến sắc, chỉ thoáng chốc hắn đã tỉnh tám phần rượu. Còn Đỗ Vũ Phong thì mặt mũi xám xịt lại, vừa rồi cũng là hắn ra tay mạnh nhất, khẳng định thằng nhãi kia lần này trả lại gấp vài lần là ít. Đỗ Vũ Phong quay sang liếc nhìn Nưu Văn Cường bên cạnh, trong lòng không khỏi hối hận. Mẹ nó chứ, mới uống có chút rượu mà sao lại không kiềm chế được mình, thân là cán bộ nhà nước lại là cảnh sát vậy mà lại hùa theo lão Nưu đánh người ta như vậy. Khương Lượng ở phía sau lúc này mới lặng lẽ kéo Trương Dương sang một bên thấp giọng nói, "Trước tiên đi thay quần áo đã." Đây không phải là hắn muốn tìm cách lủi đi mà dưới con mắt nghề nghiệp lão luyện, hắn thấy hôm nay lão nghiêu gặp rắc rối không nhỏ, mà muốn giúp hắn thì không thể ăn mặc như vậy được. Vậy thì tốt hơn hết cứ phải thay quần áo đi đã rồi hắn tính sau. Gã chủ nhà tắm thấy con trai chủ tịch bị người ta đánh cũng thấy bất bình tức giận thay hắn giận dữ chỉ mặt hai người như văn cường cùng đỗ vũ phong quát lớn, hôm nay các ngươi đừng hỏng yên ổn rời khỏi đây. Bỗng nhiên lúc này Trương Dương cười lạnh nói, ngươi cũng lớn tiếng quá nhỉ. Ngươi là ông chủ ở đây phải không? Các ngươi không báo cảnh sát thì để ta báo dùm cho. Mà báo là gì đây nhỉ? Ổ mại dâm trái phép? Hay là chỗ này làm ăn với xã hội đen? Ta thử xem các ngươi làm sao mà làm ăn được tiếp. Quả thực Trương Dương suy nghĩ rất nhanh, Trước tiên cứ phải tiên hạ thủ vi cường, nhất thiết không được để rơi vào thế bị động, tất cả mọi việc đều phải do mình nắm quyền kiểm soát, hoặc phải áp đảo đối phương ngay từ lúc đầu. Gã chủ nhà tắm nghe vậy mà ngẩn cả người, quả nhiên hắn bị mấy lời vừa rồi của Trương Dương làm u u mê mê chẳng biết đường nào trả lời lại nữa. Hiển nhiên Trương Dương sao để thời gian cho hắn phản ứng lại, tiếp tục cả tiếng nói, đi. Trước hết chúng ta đi thay quần áo đã rồi quay lại tìm bọn chúng nói chuyện sau. Thế nhưng Trương Dương vừa bước được vài bước thì sáu gã bảo vệ tay lăm le rồi cui cao su khí thế hùng hổ, chặn đường không cho Trương Dương rời đi. Thấy đám bảo vệ chặn đường, Trương Dương không khỏi nhíu nhíu mày khó chịu. Quả thực bên hắn hơi đuối lý chuyện này, nếu như đối phương thông tình đạt lý thì Trương Dương cũng rộng rãi nhận bồi thường thậm chí nhượng bộ vài phần, thế nhưng bây giờ thì sao? Bọn chúng làm như vậy hẳn là không muốn nói chuyện nhỏ nhẹ mà lại tìm chết, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, cho tới bây giờ Trương Dương đều không phải là người dễ dàng bị người khác khi dễ. Trước kia chỉ là một gã chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình cấp xã thì hắn còn biết an phận thủ thường, hiện giờ đã lên tới chức chủ nhiệm văn phòng đại diện của huyện Xuân Dương, hơn nữa trừ bỏ những mối quan hệ bên ngoài đi thì hắn còn là nhân viên không chính thức của cơ quan tình báo số 4 trực thuộc cục an ninh quốc gia. Có ô dù to như vậy, Trương đại quan nhân há phải sợ một gã thương nhân như Phương Văn Nam hay sao? bởi lẽ từ trước tới giờ Trương Dương vẫn luôn cho rằng, làm quan to hơn thương nhân rất nhiều. Trương Dương nheo hai mắt lại, cả người toát ra sát khí nồng đậm liếc mắt nhìn từng tên bảo vệ trước mắt. Mấy gã bảo vệ bị ánh mắt của Trương Dương nhìn chúng đột nhiên nội tâm lại phát lạnh, cả người hơi chứng lại một chút, không dám tiến tới nữa. Trương Dương lạnh lùng nói, đừng trách ta không báo trước, chẳng may bị gãy chân gãy tay gì gì đó, sẽ không ai trả viện phí cho các người đâu. Phương Hải Đào ở đằng sau hét lớn, "Đánh bọn chúng cho ta, có chuyện gì ta lo hết." Tuy được lời vừa rồi của cậu chủ Phương khích lệ không ít, thế nhưng mấy gã bảo vệ vẫn có chút chột dạ, đành phải quay sang đánh mắt hỏi ý kiến ông chủ. Mà lúc này có 7, 8 thanh niên khác từ trên tầng 2 chạy xuống. Đám người này đều là bạn bè của Phương Hải Đào tới đây ăn chơi, nghe nói Phương Hải Đào bị người ta đánh nên cả lũ kéo nhau xuống trả thù một tiểu tử để tóc dài dẫn đầu đám người vừa tới nơi liền hùng hùng hổ hổ lớn tiếng quát tháo, mẹ kiếp, thằng nào dám chọc giận đào ca của bọn ta. Ta chém hắn vài nhát. Phương Hải đào chỉ thẳng mặt Ngưu Văn Cường lạnh lùng nói, chính là mấy gã đằng kia. Tiểu tử để tóc dài kia vừa thấy Phương Hải đào chỉ đối tượng liền móc mã tấu trong áo khoác ra, sáu gã đi cùng hắn đều có dấu vũ khí trong người, lần lượt từng thằng một đều đem đồ chơi ra. Trương Dương chỉ nhếch mép cười nhạt không nói gì, chỉ có Khương Lượng cùng Đỗ Vũ Phong là cảnh sát, thấy đám nhóc con mới tí tuổi đầu này mà dám ngang nhiên mang đồ lạnh bên người đến chỗ đông người, thực sự hai người bọn họ đã tức giận cực độ, nhất quyết phải dạy dỗ nghiêm khắc mấy thằng nhóc này mới được. Mấy gã bảo vệ vì to con, trong tay cũng có dùi cui cao su thế nhưng thấy một đám nhóc con trong tay toàn đồ lạnh như vậy cũng phải lùi lại một chút nhường đường cho bọn chúng. Gã chủ nhà tắm thấy sự việc trở nên nghiêm trọng hơn nên vội vàng chạy đi gọi điện thoại xin giúp đỡ bên kia gã chủ nhà tắm vừa chạy đi cái là bên này liền khai chiến, hiển nhiên người khơi màu là đám nhóc con lưu manh kia. Nhưng bọn chúng nào có biết, bốn người kia thì có hai người là cảnh sát đặc nhiệm võ công cao cường là điều đương nhiên, hơn hết lại còn một người trông cũng chạc tuổi bọn chúng nhưng võ công lại thâm tàng bất lộ cao thâm đến khó lường. Còn Ngưu Văn Cường tuy không có võ công gì nhưng đánh lộn lại là sở trường của hắn, tuy làm thương nhân nhưng hắn cũng phải lăn lộn trên trốn giang hồ nhiều năm, cũng phải vào sinh ra tử nhiều lần, mấy thằng nhãi con này hắn cũng chẳng thèm để vào mắt. Tuy bốn người bọn Trương Dương tay không chiến với bảy tám thằng nhãi con tay toàn đồ chơi nhưng vẫn thản nhiên như không, chưa đầy 10 phút sau cả đám nhóc con lưu manh kia nằm đo sàn cả lũ, mà bốn người bọn Trương Dương thì đến cái vạt áo cũng chẳng bị rách một vệt. Khương Lượng đảo mắt nhìn cả đám nhóc con dưới sàn hư lạnh một tiếng nói, đám nhóc con các người phải trả về cho cha mẹ các người dạy dỗ lại mới được, mới tí tuổi đầu mà đã đòi làm lưu manh. Trương Dương cũng chen thêm một câu tỏ rõ bản tính hiền lành tốt bụng của mình, mẹ nó chứ, lão tử ghét nhất bạo lực, là đám nhãi danh các người tự tìm chết thôi. Bốn người bọn Trương Dương vừa cười vừa tiêu sái đi vào phòng thay quần áo, dù sao cũng phải mặc quần áo chỉnh tề vào mới nói chuyện đàng hoàng được. Mấy gã bảo vệ đứng một bên quan sát từ đầu tới cuối cuộc đồ sát vừa rồi, hiển nhiên bọn họ cũng chẳng dám vì mấy đồng lương ít ỏi mà đi liều mạng cả mà cho dù có liều mạng cũng chắc gì đã làm gì được đám bốn người kia, hiển nhiên bọn họ cũng không phải lũ ngu tự tìm chết, chỉ lặng yên đứng một bên không dám cản đường đám người Trương Dương nữa. Bốn người bọn Trương Dương vừa đi thay quần áo không lâu thì có hơn 10 gã nữa chạy tới, đám người này cũng là người của tập đoàn Hưng Thịnh. Tuy rằng bọn họ ở nhà hàng ngày bên cạnh nhưng phản ứng lại hơi chậm, sự việc xong xuôi rồi mới chạy tới nơi, cũng do gã chủ nhà tắm báo muộn nên bọn họ mới tới trễ như vậy lại nói tới như văn cường đến tận lúc vào phòng thay quần áo hắn mới tỉnh hẳn rượu hắn biết hôm nay hắn đã chọc vào đại phiền toái nếu như đã là do hắn gây ra thì hắn cũng phải chủ động đứng ra xử lý nghĩ xong hắn liền rút điện thoại ra gọi cho phương văn đông dù sao nhà hàng của hắn cũng thuộc tập đoàn hưng thịnh hơn hết tối nay như văn cường lại vừa ăn tiệc với phương văn đông chắc hẳn người ta cũng phải nể mặt vài phần Trước khi Ngưu Văn Cường gọi điện tới thì Phương Văn Đông đã nhận được điện của gã chủ nhà tắm hơi báo cáo sự việc vừa xảy ra. Phương Văn Đông liền dặn gã chủ nhà tắm phải cố gắng giữ bình tĩnh, không được phép xảy ra xung đột nữa, bất kể là chuyện như thế nào cũng phải đợi hắn qua giải quyết. Phương Văn Đông thừa biết tính đại ca, tuy rằng ngoài miệng không nói gì chứ trong bụng thì hết mực cưng chiều thằng con bảo bối của mình. Mà bình thường đứa cháu Hải Đào này tính tình cũng hơi kiêu căng, nhưng nó lại sống nội tâm ít khi gây chuyện bên ngoài vậy mà lần này lại bị người ta đánh ngay trên địa bàn của cha mình, chắc có lẽ vì thế mà nó mới tức giận đến vậy. Phương Văn Đông vừa mới chạy sang nhà tắm hơi bên cạnh xem xét tình hình ra sao thì điện thoại lại vang lên, là Ngưu Văn Cường gọi tới. Hắn cũng có chút ấn tượng với vị tiểu cổ đông nhà hàng Kim Khải Việt này, tuy rằng tối nay hắn cũng có bắt tay với chúc rượu Ngưu Văn Cường, thế nhưng đây chỉ là có cho lấy lệ chứ hắn nào có để vào mắt một tiểu thương nhân cấp huyện như Ngưu Văn Cường. Phương Văn Đông vốn tưởng Ngưu Văn Cường gọi điện tới là để thương lượng lại chuyện phí quản lý nhà hàng, nhưng thực không ngờ Ngưu Văn Cường lại nhắc tới chuyện ở nhà tắm hơi. Ngẫm lại một chút Phương Văn Đông liền đoán ra, chắc chắn thằng nhãi này là người đánh cháu trai của hắn. Hắn liền tức giận thầm mắng, chỉ là một gã tiểu thương con con mà dám đánh Hải Đào hay sao? Phương Văn Đông không trả lời tiếng nào, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi ngắt máy luôn. Hắn quay sang lạnh lùng nói với gã chủ nhà tắm, gọi điện báo cảnh sát đi kêu họ cử người tới đây đối phó với mấy chuyện đánh lộn này thì gọi cảnh sát là phương pháp hiệu quả nhất mà trên hết Phương Văn Đông hắn cũng không phải xã hội đen hắn là một thương nhân hơn nữa hắn cũng được cho là một thương nhân thành công khá tiếng tăm vốn dĩ hắn vẫn đang phân vân không biết có nên báo cảnh sát hay không vì hắn vẫn chưa rõ thân phận đối phương ra sao thế nhưng như Văn Cường vừa gọi tới chứng thực được thân phận hắn liền không do dự nữa mà trực tiếp bảo cấp dưới báo cảnh sát bởi nhẽ hắn cũng biết chút ít ra cảnh của Ngưu Văn Cường, thằng nhãi này dám gây sự ở đây thì chỉ có đường chết không sai. Lại nói Ngưu Văn Cường gọi điện cho Phương Văn Đông hy vọng hắn giúp đỡ một chút, vậy mà lại bị người ta không nói lời nào, trực tiếp ngắt điện thoại, điều này chứng tỏ đến đến 89 phần rằng người ta sẽ không nể mặt hắn. Xem ra chuyện tối nay khó bề thu xếp ổn thỏa rồi. Đỗ Phú Phong một bên lại càng thấp thỏm bất an, hắn cũng góp một chân một tay đánh thằng nhãi kia. Nếu như chuyện tối nay không giải quyết được mà lại càng làm lớn hơn, hắn sợ rằng sẽ ảnh hưởng tới con đường làm quan sau này của hắn. Khác với hai người kia, Khương Lượng là người ngoài cuộc nên tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều. Hắn thấp giọng nói, cố gắng tìm cách hòa giải, nhất quyết không được làm lớn hơn nữa. Khương Lượng vừa nói xong liền rút di động ra gọi người giúp đỡ. Hắn cũng quen biết không ít người làm trong ngành cảnh sát trên Giang Thành, hắn đang muốn tìm một người có quen biết với người của tập đoàn Hưng Thịnh hy vọng nhờ người ta làm trung gian đứng ra hòa giải giúp chuyện này. Chỉ có mình Trương Dương là vẫn thản nhiên như thường, giả như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy. Điều này cũng chẳng có gì là lạ cả, một người quen mặt không biết bao lão đại từ cấp xã đến Trung ương như Trương Dương, hiển nhiên Trương Dương cũng chẳng thèm coi một gã thương nhân còn con như Phương Văn Nam ra gì. Khương Lượng thấy vẻ mặt Trương Dương vẫn bình thản như thường, trong lòng không khỏi âm thầm bội phục công phu trấn tĩnh của Trương Dương. Đúng là lên thành phố có khác, mới có ít lâu mà công phu hàm dưỡng đã hơn hẳn mấy gã ở tiểu thị trấn như hắn rồi. Phương Văn Đông cũng dặn ký gã chủ nhà tắm, nhất quyết không được xung đột với đám người như Văn Cường nữa, nhưng cũng không được để bọn họ rời đi. Tất cả phải chờ phía cảnh sát tới làm rõ sự tình. Phụ trách đêm đó lại chính là Hồ Chí Cương, đồn trưởng đồn công an Nhã Vân. Theo lý thuyết, thân là đồn trưởng, hắn cũng không cần thiết phải đích thân xử lý vụ này, nhưng mà người báo lại là Phương Văn Đông nên hắn mới phải đích thân ra mặt. Trừ việc quan hệ cá nhân của hắn với Phương Văn Đông khá tốt ra, thì đồn công an Nhã Vân của hắn cũng được Phương Văn Đông hỗ trợ khá nhiều. Mà hơn hết, bảo vệ trật tự trị an công cộng là trách nhiệm của công an bọn họ. Chỉ có Phương Văn Đông là cho rằng, đây là nuôi binh 3 năm dùng 1 giờ. Bình thường hắn đã cấp không ít chỗ tốt cho đồn công an của Hồ Chí Cương, lần này cũng là xem thành ý đáp trả lại của hắn ra sao. Hồ Chí Cương tự mình dẫn theo 6 gã cảnh sát nữa chạy ô tô tới nhà tắm hơi. Tuy rằng bầu không khí vẫn rất căng thẳng, chỉ là song phương đều nhận có ý định kiềm chế nên mới không xảy ra xung đột nữa. Trước khi cảnh sát tới thì Phương Hải Đào được đưa đi bệnh viện để băng bó vết thương, còn đám chân tay đàn em của hắn đều lùi đi sạch. Còn đám bạn bè Khương Lượng gọi điện nhờ vả, vừa nghe chuyện liên quan đến con trai của Phương Văn Nam thì người nào người đấy đều tìm lý do gì đó khước từ, cũng không phải bọn họ không muốn dây vào mớ phiền phức này, mà cho dù có muốn bọn họ cũng không có cái năng lực đó. Khương Lượng cũng bắt đầu nhận ra sự tình khó giải quyết hơn dự tính rất nhiều. Xem ra lần này gặp phiền phức to rồi đây. Vóc người Hồ Chí Cương vừa lùn tịt vừa béo ị, hắn vừa bước vào liền ưỡn ngực, giờ cái bụng phệ của mình lên lớn giọng quát, vừa rồi là ai gây sự đánh lộn ở đây. Những lời này liền chứng tỏ sự thông minh của hắn, mặc kệ sự việc ra sao, Trước tiên hắn cứ phải làm rõ một chuyện, đó là vừa rồi có người báo ở đây có đánh lộn nên cảnh sát mới tới đây ổn định trật tự trị an. Ngưu Văn Cường kiên trì bước ra thấp giọng nói, ta ta, không có quan hệ gì tới người khác cả. Ở thời khắc mấu chốt Ngưu Văn Cường vẫn dũng cảm đứng ra nhận trách nhiệm về mình. Hắn biết ba người kia đều có cái danh cán bộ nhà nước trên lưng, hơn hết Khương Lượng cùng Đỗ Vũ Phong lại là cảnh sát, nếu làm lớn sự việc thì sẽ ảnh hưởng không tốt tới sự nghiệp của bọn họ bởi vậy hắn mới chủ động đứng ra nhận hết tội về mình. Hồ Chí Cương nhếch mép cười nhạt, xem ra người cũng có nghĩa khi đó, nhưng mà ta nhận được điện báo cả bốn người các ngươi đều tham gia ổ đả đánh người. Tất cả các ngươi đều phải theo ta về đồn điều tra làm rõ hết. Trương Dương chậm rãi bước ra cười cười nói, đồng chí cảnh sát, vừa rồi có bảy thanh niên mang vũ khí định hành hung bọn tôi, ngài có định điều tra luôn chuyện này hay không? Hồ Chí Cương chừng mắt nhìn lại lạnh lùng nói, ta chỉ biết hiện tại là các ngươi hành hung gây gổ đánh người chứ không thấy đám thanh niên nào cả. Đem tất cả bọn họ về đồn. Khương Lượng cùng Đỗ Vũ Phong đều là người trong nghề nhìn thoáng qua cũng biết Hồ Chí Cương thiên vị bao che cho người của tập đoàn Hưng Thịnh, mà cũng chẳng trách được, đây là địa bàn của người ta, đồn công an bao che cho họ là lẽ thường tình. Lúc này Khương Lượng mới tiến ra cười nói, đồng chí cảnh sát, ta thấy sự việc cũng không lớn lắm, chỉ bằng để cho song phương đàm phán nhẹ nhàng giải quyết vấn đề này thế nào? thực ra hồ chí cương muốn giải quyết nhẹ nhàng như vậy lắm chứ, nhưng khổ nỗi lúc nãy phương văn đông đã đánh tiếng báo trước, bốn gã kia hành hung đánh cháu trai hắn, hiển nhiên hắn không thể dễ dàng bỏ qua chuyện lần này được. trong bụng có chủ ý sẵn rồi nên hồ chí cương mới giả bộ dạng giận dữ mắng người tính làm gì vậy? bọn ta là người chấp hành pháp luật mà người dám cỏ kè mặt cả như vậy sao? tất cả đứng hết lên cho ta! khương lượng cố nén giận thấp giọng nói tôi có thể nói nhỏ với đồng chí một chút được không khương lượng vốn định tiết lộ thân phận của mình cho đối phương biết nhưng thật không ngờ hồ chí cương lại không biết ý vẫn cứ nghiêm mặt lạnh lùng nói nói cái gì mà nói giờ cho ít thôi ngoan ngoãn theo ta về đồn trương dương hừ lạnh một tiếng nói ta nói đám cảnh sát các ngươi có phải hết việc để làm rồi hay không vậy cứ ở đây làm mấy chuyện không đâu sao không lên lầu bắt ổ mại dâm trên đó đi Ai dám cùng ta đi từng phòng một khám xét, xem ta nói có đúng hay không?" Gã chủ nhà tắm vừa nghe thế mặt liền biến sắc vội vàng đáp trả, "Ngươi, ngươi nói bậy, chỗ ta là chỗ làm ăn đàng hoàng, không làm mấy chuyện phi pháp đó." Trương Dương cười lạnh nói, "Đừng tưởng ta không biết, trên lầu các ngươi có dịch vụ xoa bóp bấm huyệt cho khách tới tắm nhưng mà mấy nữ nhân viên kia đều ăn mặc hở hang rồi thì chẳng biết nhân viên hay khách hàng xoa bóp bấm huyệt nữa." Ta thử xem xem ngươi trả lời ra sao về việc này." Đỗ Phú Phong ở bên không ngừng kéo tay Trương Dương lại thấp giọng nhắc nhở, "Đừng làm loạn nữa." Hắn vẫn chột dạ vụ việc lần này, thực sự hắn không muốn làm lớn hơn nữa, mong rằng có thể giải quyết được ổn thỏa chuyện lần này là tốt lắm rồi. Khương Lượng cũng nhận thấy Trương Dương có chút xúc động, nhưng cẩn thận suy xét lại thì làm vậy cũng không phải là không có chỗ hay. Làm người phải là không có chỗ hay, làm người hẳn phải có điểm yếu nào đó hơn hết chỗ bát nháo này ra vào lắm loại người, dám chắc họ cũng kinh doanh luôn cái dịch vụ kia lắm chứ. Mà tính khí thằng nhãi Trương Dương này là vậy, luôn lấy cứng đối cứng, khuấy cho sự việc bung bét hết cả ra, để xem cuối cùng kẻ nào chịu thiệt nhiều hơn. Biết rằng nếu không làm lớn hơn thằng nhãi Trương Dương sẽ không dừng tay nên Khương Lượng vẫn trầm mặc không ngăn cản, để mặc xem Trương Dương làm được những gì. Hồ Chí Cương vẫn chỉ coi Trương Dương như lợn chết không sợ nước sôi, cố ý làm bộ làm tịch hồng thoát tội, hắn cười nhạt nói, được rồi, vậy ta sẽ đi với ngươi kiểm tra chỗ này một chút, xem ngươi làm được cái trò trống gì nào. Trương Dương cũng chẳng ra vẻ sợ hãi gì mà lại tươi cười nói lại, hôm nay ngươi không cùng ta đi kiểm tra thì ta mới là người không để yên cho ngươi đó. Hồ Chí Cương cũng bị câu nói này của Trương Dương làm tức giận không thôi, đứng úp mặt vào tường hết cho ta, ta nghi ngờ các ngươi mang theo hung khí, giờ ta sẽ tiến hành lục soát từng người một. Hồ Chí Cương vừa dứt lời thì điện thoại lại kêu, hắn lỉnh sang một góc nghe điện. Là Phương Văn Đông gọi tới, thông báo kết quả giám định vết thương của cháu trai hắn, gãy xương sống mũi, xương gò má bên trái bị giản, não bị chấn động nhẹ, đã cấu thành thương tổn. Hồ Chí Cương nghe xong cũng hiểu ý Phương Văn Đông nhắc nhở hắn liệu mà hành sự cho đúng chức trách. Tính thời gian thì Phương Hải Đào cũng vừa mới tới bệnh viện làm gì có chuyện đã giám định vết thương nhanh như vậy được, nhưng mà Phương Văn Đông đã nói vậy thì chắc chắn là như vậy hắn trong giấy giám định của bác sĩ sẽ không lệch một chữ nào cho xem. Ngắt điện thoại xong Hồ Chí Cương liền quay lại chỉ thẳng mặt đám người như Văn Cường nói, đứng hết lên cho ta. Trương Dương vẫn chẳng coi ai ra gì, thản nhiên rút di động ra bấm một dãy số gọi. Một gã cảnh sát thấy Trương Dương hành động bất ngờ liền áp sát tới, Trương Dương lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn nói, ngươi tiến tới một bước nữa, đừng trách ta đánh ngươi gã cảnh sát kia bị Trương Dương coi thường liền giận giữ vung rùi cui lên lao tới chỗ Trương Dương. Đúng lúc này thì đầu dây bên kia bắt máy, Trương Dương tủm tỉm cười nói, điền cục trưởng phải không? Ngài khỏe, cháu là Trương Dương. Gã cảnh sát kia đang đà lao tới đột nhiên nghe thấy ba chữ, điền cục trưởng, liền đứng phát lại, điền cục trưởng ở đây còn ai khác ngoài cục trưởng cục công an thành phố Giang Thành Điền Khanh Long cơ chứ? Trong nội bộ cảnh sát Giang Thành này thì có ai mà không biết danh tiếng của Điền Cục Trưởng có gã cảnh sát nào không sợ uy thế của Điền Cục Trưởng. Hồ Chí Cương nghe thấy Trương Dương gọi tới Điền Cục Trưởng lúc này hắn mới biết, vì sao người ta lại ra vẻ kiêu ngạo không xem ai ra gì như vậy, hóa ra là có đại lão bản chống lưng phía sau, trả trách. Trả trách, Trương Dương vẫn làm bộ chăm chú gọi điện chẳng thèm coi ai ra gì thản nhiên nói tiếp, thực ra không phải đã quấy dày Điền Cục Trưởng, chẳng là cháu ở bên ngoài gặp chút chuyện, chắc phải nhờ Điền Cục Trưởng ra tay tương trợ một chút. Biên Khánh Long nghe thế không khỏi ha ha cười lớn, tiểu tử Trương Dương này gọi tới nhờ và chắc là gặp chuyện gì rắc rối. Mà theo hắn thấy thì sung tiểu tử này cũng chẳng thiếu gì phiền phức, cứ thử xem con đường phát triển của hắn thì biết, cứ như đạp lên phiền phức để thăng quan tiến chức không bằng. Nếu như Trương Dương đã trực tiếp gọi điện tới thì hắn cũng sảng khoái giúp đỡ, cứ nói, chỉ cần không làm chuyện gì trái với kỳ cương pháp luật thì ta đều có thể giúp người được. Trương Dương liếc mắt nhìn Hồ Chí Cương một chút, Ý vị thâm trường nói, chẳng là cháu có mấy bằng hữu ở nhà tắm hơi gần hồ nhã vân bị người ta dùng dao uy hiếp. chương 105, gậy ông đập lưng ông. Điền Khánh Long cả tiếng nói, có những kẻ ngông cuồng như thế sao? Người gọi ngay cho cảnh sát khu vực đó. Những chuyện như thế này, người cảnh sát buôn phải có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho nhân dân. Trương Dương cười nhạt một tiếng nói, cảnh sát nhân dân cũng có ở đây rồi, bất quá khi họ đến thì cả đám kia đã chạy mất. Không những thế, Chúng ta bây giờ lại còn trở thành kẻ có mang theo vũ khí, cảnh sát đang định đòi bắt khảo ta." Hồ chi Cương nghe đến đó thiếu chút nữa thì ngất, trên trán đầy mồ hôi lạnh, con mẹ nó, cái thằng nhãi kia vừa rồi sao không nói là hắn biết Điền Khánh Long? Kẻ nào lớn gan như vậy, coi trời bằng vung sao? Đưa điện thoại cho hắn, Điền Khánh Long phát hỏa. Trương Dương đưa điện thoại về phía Hồ Chí Cương, to giọng, "Đồng chí Mập, điện thoại trực tiếp của Điền cục mà ngươi cũng không tiếp sao?" tiểu tử này đúng là mồm phun ra không được cái thứ gì tốt đẹp. Hồ Chí Cương trong lòng thầm chửi bát đại tổ tông nhà Trương Dương một trận, nhưng thực sự là cuộc điện thoại này thế nào hắn cũng không dám không tiếp, vội vàng tiến tới nghe máy, dạ. Thanh âm có chút su run, không biết là vì sợ hãi hay là vì kích động. Điền Khánh Long đầu bên kia lớn giọng giống lên, xảy ra chuyện gì? Người hiểu thế nào là công bình pháp luật không? Làm bất cứ chuyện gì cũng đừng có làm như nhuốc bộ cảnh phục mặc trên người hay là ngươi không muốn mặc có phải muốn hay không điền khánh long thực sự là cực kỳ nổi giận vì cái tên đuôi mù này không biết trời cao đất dày gì hồ chí cương từ giọng nói đã xác nhận chính xác thân phân điền khánh long hắn kinh sợ thanh minh điền cục điền cục xin cho ta được giải thích việc là như thế này thế nào ngươi chỉ cần chấp pháp công minh thì ai có thể nói gì được ngươi ngươi không cần phải giải thích cho ta hãy giải thích cho dân chúng cho lương tâm ngươi đi điên cục, bọn họ đánh nhi tử của Phương Văn Nam. Hồ Chí Cương rốt cuộc cũng tìm được cơ hội để nói. Điền Khánh Long nghe vậy nao nao, bây giờ hắn mới ý thức được Trương Dương rước lấy cái phiền phức gì. Quan hệ của hắn và Phương Văn Nam vốn rất không sai, trong đầu xoay chuyển một hồi, thầm mắng Trương Dương một câu, cái thẳng nhãi chết tiệt này suýt thì khiến cho mình hồ đồ. Bất quá chuyện này ngẫm lại, cả hai bên giao tình với mình đều rất khá, tốt nhất là nên tìm cách hòa giải. Hắn thấp giọng nói, người thế nào? Hồ Chí Cương vội đáp, phương giám đốc nói có thể cấu thành tội hành hung. Gãy xương mũi, dập xương gò má, bất quá chấn thương hẳn là không nặng quá. Điền Khánh Long nghe thế có chút giận, bình thường hắn ghét nhất là người khác can thiệp vài chuyện cảnh sát phá án, phương văn đồng nghĩ cái gì không biết. Hắn dựa vào cái gì nói có thể cấu thành tội hành hung. Điền Khánh Long căn dặn, trước hết đưa bọn họ về trụ sở, người đưa điện thoại cho Trương Dương. Hồ Chí Cương rốt cuộc cũng nhẹ nhõm đưa điện thoại cho Trương Dương. Điền Khánh Long nói, "Trương Dương, trước hết ngươi cứ theo họ về trụ sở, chuyện này ta sẽ xử lý." Nghe Điền Khánh Long nói như vậy, trong lòng cũng hiểu, nói một tiếng cảm tạ với Điền Khánh Long sau đó mới cúp máy. Hồ Chí Cương bảo thủ hạ đưa bốn người lên xe về đồn, đương nhiên hắn sẽ không ngu xuẩn mà đòi khảo mấy người Trương Dương nữa. Đám người vừa mới đi ra cửa khách sạn, đã thấy một chiếc Mercedes Benz mang biển Đông Giang chạy tới. Trương Dương lập tức phát giác ra, không biết cố dài đồng chạy tới đây làm gì. Ngay khi Trương Dương đang nghĩ đồng nghĩ tây thì cố Minh Kiện bước ra. Hắn cũng thật không ngờ lại gặp Trương Dương ở đây, kinh hỉ nói Trương Dương. Nhưng lập tức lưu ý thấy bên cạnh Trương Dương là vài tên cảnh sát vũ trang, lập tức ý thức được tiểu tử kia lại gây cái phiền phức gì rồi. Trương Dương hướng Hồ Chí Cương cười nói, ta nói với người bạn thân mấy câu. Sẽ không chạy mất đâu, đã biết trương dương có quan hệ với điền khánh long hơn nữa cũng lý giải sơ bộ tình huống là trương dương không có tham dự ẩu đả phương hải đào cho nên hồ chí cương cũng khách khí gật đầu mau nên a à. nhanh chóng giải quyết cho xong chuyện trương dương hướng cố minh kiện nói ta nói minh kiện nhà ngươi thế nào tới giang thành lại không nói cho ta một tiếng cố minh kiện cười đáp ngươi tưởng ngươi còn ở bắc kinh ai dè lại gặp ngươi ở đây hắn liếc mắt nhìn mấy người cảnh sát hỏi chuyện gì xảy ra thế Trương Dương thuật lại sơ bộ cho hắn một lượt, cố Minh Kiện nghe xong không khỏi bật cười ha ha. Hôm nay Minh Kiện tới đây là khảo sát đầu tư một hạng mục đầu tư tại Giang Thành, kỳ thực là ở Đông Giang bị hai cô gái quấy dày quá, không chịu được, phải kiếm cớ chạy trốn tới đây tìm thanh tính. Hắn bây giờ là tới nhà khách tỉnh ủy dự tiệc chiêu đãi do tả viên triệu mời, bất quá hắn cũng không có lựa chọn ở lại nhà khách tỉnh ủy mà ở khách sạn Đế Hào Thịnh Thế một khách sạn có tiếng tăm ở Giang Thành. Hắn chủ động hướng Trương Dương nói có cần ta gọi cho tả phó thị trưởng một cuộc điện thoại hay không trương dương lắc đầu hắn cũng không cần phải nhận món nhân tình này của cố minh kiệt không đơn giản bởi chuyện này hắn có thể ứng phó được mà còn bởi đây là giang thành là nơi hắn là chủ nhà càng huống chi hắn đối với chuyện của tả hiểu tình mà hết sức bài xích đối với người nhà nàng vị phó thị trưởng tả viên chiêu kia có liên quan tới cũng không khác trương dương cười nói cảm ơn nếu như ngươi không vội rời đo ngày mai ta tới đón ngươi Cố minh kiện cười nói, ngày mai ta còn có công việc khảo sát hoàn cảnh đầu tư ở đây. Nhìn dáng vẻ của thằng nhãi này Trương Dương cảm thấy câu nói kẻ sĩ không gặp ba ngãy cũng đã khác rất có lý. Người khác có thể không rõ cố minh kiện, nhưng Trương Dương thì không thể không rõ hắn như thế nào, hắn cái gì cũng không biết trừ việc ăn chơi chắc táng. Cố dẫn chi không vui nhất cũng chính là vì đứa con trai này, cũng may là lão vẫn còn có cố giai đồng là một niềm an ủi nho nhỏ. nhỏ. Cố Minh Kiện có chút đắc ý nói, nói cho người biết một bí mật, thời gian tới, rất có thể tả viên triệu sẽ được lên làm thị trường đó. Nghe Cố Minh Kiện nói vậy, Trương Dương không khỏi ngẩn ra, tin tức này thực sự là chấn động, gần đây chính đàn giang thành chìm trong một cơn sóng dữ khiến cho nhiều kẻ khốn đốn. Tới cả thị trường Lê Quốc Chính cũng giả hồ đồ mắc bệnh trốn biệt ở nhà, nghĩ không ra kẻ thu lợi cuối cùng lại là tả viên triệu. Tại vị ghế phó thị trường còn có Lý Trường Vũ, nhưng Lý Trường Vũ tới giờ phút này vẫn chưa có được giải trừ song quy. Mà tin tức cố Minh Kiện Thu được hẳn là có liên quan tới lão gia tử nhà hắn, nếu như thế thì độ tin cậy của tin tức này là không cần phải bàn cãi. Cố Minh Kiện nói, ta và hắn quan hệ rất tốt, muốn tại Giang Thành đầu tư kiếm một chút sinh ý. Trương Dương cười to, người và hắn quan hệ tốt thế, có khi bảo hắn đưa cái đế hào thịnh thế này cho mà kinh doanh, nhất định lời to hắn nguyên bản là chỉ vô tâm mà nói một câu mà khiến cho hai mắt cố minh kiện sáng ngời. Hắn bước chân vào đế hào thịnh thế, thấy sinh ý ở đây trong lòng không khỏi có chút ước ao. Nghe Trương Dương nói thế, không khỏi có chút động tâm. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 105